Nó có hai cách. Pháp á, thì vốn nó là vận hành tự nhiên rồi. Và thực ra nếu mình không làm gì hết thì pháp nó vẫn cứ vận hành tự nhiên thôi. Và không phải là mình không làm gì hết mà pháp nó vận hành sai đi, không phải như vậy. Nó cần phải có tôi can thiệp vô pháp nó mới vận hành đúng được, chứ còn không á là nó vận hành sai đi. Cho nên là mình mới khởi lên cái bản ngã, mới cho rằng là mình phải là xen vào, mình làm cái này cái kia. Nhưng mà thực ra khi mình khởi lên cái đó là mình chỉ làm cho mình đau khổ thôi. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái pháp mà thầy đang hướng dẫn đấy là pháp gọi là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Cho nên đã là tùy duyên thuần pháp thì nó có nghĩa là thế này. Bây giờ thầy đứng giảng một hồi, giảng tức là đã có nói rồi, tức là đã có làm rồi chứ không phải là tự nhiên. Nhưng mà cái làm này là cái làm không phải là để cho cái bản ngã của mình, mà làm là vì lợi ích cho mọi người. Cho nên là cái làm đó là vô ngã vị tha. Thì như vậy là vẫn tùy duyên thuần pháp, tức là có làm chứ không phải không làm. Nhưng mà cái làm không phải là cái làm hoàn toàn là theo ý muốn của mình, mà là cái đó là phải cái tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cái tùy duyên là thế nào? Bây giờ thầy đứng dạng một hồi thì nó khát nước, khát nước thì thầy cứ chạy tới uống hoài, là phải có làm chứ sao không làm được. Khát nước thì uống đó, mà ngồi hoài đứng cho hoài mệt cái lại ngồi một chút cái đá, cho nên vẫn có làm. Nhưng mà cái làm đó là cái làm tùy duyên thuần pháp, chứ không phải là làm theo cái ý đồ của bản ngã của mình là muốn cái này, là muốn cái kia. Cho nên chính cái mà ý muốn này ý muốn kia đó, thầy mới có nói, thầy trong trang web thầy cũng có trình bày sơ sơ đó. Nhưng thực ra cái vấn đề này đôi lúc thầy phải viết thành một cái cuốn sách mới được. Vấn đề giáo dục, cha mẹ cứ muốn làm theo ý mình đó, là con cái phải học cái này, con cái phải học cái kia, phải thành đạt cái này, phải thành đạt cái này thế nọ, tức là biến con cái mình thành cái công cụ của cái tham vọng của mình, ví dụ như vậy. Thầy có nói là những vị mà xuất gia đó là đã đi sai địa chỉ. Thì con cũng hỏi là ý của thầy muốn nói là mình không cần phải xuất gia thế nào ạ? Đúng vậy, tức là không phải là ai xuất gia cũng đi sai địa chỉ, bởi vì mỗi người nó có đúng cái cách, đúng cái căn cơ trình độ thì làm là đúng. Sai địa chỉ là ví dụ như thế này, bây giờ thầy là tới cái 5-6 tuổi gì đó là vô học lớp 1, thì mình phải đi đăng ký lớp 1 thôi, đăng ký cái trường tiểu học thôi. Rồi lên lớp 5 á, là phải đăng ký đúng chỗ để mà thi lên lớp 6. Lớp 6 thì nó chuyển qua cái trường nào, đăng ký trường nào thì cái đó là đăng ký đúng chỗ. Nhưng mà trong trong 6 hàng người xuất gia thì chỉ có một hàng người á, cái này kinh Phật nói chỉ có một hàng người là đăng ký đúng chỗ thôi. Còn 6 hàng người kia là vì sợ khổ này, vì tránh nợ tránh nần này, bị vợ đuổi đi này, bị cái gì cái đủ thứ. Cho nên cái xuất gia đó chẳng qua là mượn cái chỗ chùa để mà trú, hoặc là xuất gia xem như đó là một cái nghề làm ăn để mà sinh sống dễ hơn là ở ngoài đời. Mình trong này ngồi đây là chỉ cần ôm cái bình bát là người ta để đồ trong bình bát là mình ăn thôi, quá khỏe. Cho nên những người đó là sai địa chỉ, mà nhân quả là nó lại rõ ràng. Hãy anh làm sai thì anh sẽ gặp lấy cái hậu quả của nó. Còn nếu cái người mà ta thực sự là ta thấy ngoài đời ta bây giờ không còn cái gì mà dính mắc, người ta thấy tất cả những cái mà cái dính mắc nó chỉ làm ràng buộc mà mình lại không phát huy được cái lợi ích lớn cho mọi người. Nhưng ta thực sự ta đi xuất gia thì cái người đó là lại quá tốt, như Đức Phật mà đi xuất gia là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa, phải không? Như vậy là ngài làm hoàn toàn đúng. Nhưng mà Đức Phật ngài nó có 6 hàng người thì chỉ có một hàng người xuất gia là đúng thôi.
Xuất gia là vì thực sự là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. À, và nhất hướng là xả ly ly tham, đoạn diệt an tình thắng trí giác ngộ niết bàn. Nó còn có đọc một cuốn sách á, thì cũng có nói về trường hợp là ví dụ ông bố ông tu rồi, ông đã đi qua được cái con đường đó rồi, những cái gập ghềnh chỗ nào bị gập ghềnh ông đi qua rồi, thì ông muốn chỉ lại cho người con là đừng có đi qua cái con đường đó nữa, nhưng mà người con không có chịu nghe, cứ họ lại vẫn tiếp tục cái con đường có vậy họ đi nữa rồi. Thì như vậy có đúng không thầy? Người con không chịu nghe, không chịu nghe theo ông bố. Cái người con không chịu nghe đó, thì đứng về một phương diện nào đó đó thì mình thấy là sai, nhưng mà đứng về một phương diện khác đó, thì lại hoàn toàn đúng. Là bởi vì sao? Vì cái đứa con đó nó chưa đủ cái nhận thức để mà nó hiểu được ông cha nói cái gì. Thế còn nếu đứa con đó mà nó đủ nhận thức đó, nó nói ông cha nói cái là nó bỏ liền, nó theo liền. Cũng giống như nhiều cái vị Đức Phật Ngài nói có một câu kệ thôi là đắc quả A-la-hán luôn. À, thì những cái vị đó là không nói rồi. Nhưng mà bây giờ cái người này cái trình độ nó chưa tới. Do đó đó nó buộc lòng phải trải nghiệm những cái sai lầm cái đã rồi mới nó mới đúng được. Chứ không thể nào bắt nó đúng được. Thì cái sai lầm của mình á, sai lầm cái đó là sai lầm của người cha chứ không phải là sai lầm của người con. Sai lầm của người cha là lẽ ra người cha phải biết người con đó trình độ ở đâu, à, để dạy cho nó bài học từ chỗ nào, thì lại là bắt nó học cái bài học quá sức của nó, cho nên nó không chịu thì phải rồi. Như vậy á, đứng về một phương diện nào đó thì mình thấy là đứa con không chịu là nó bất hiếu, nhưng mà đứng về một phương diện nào đó là chính người cha đã sai, bởi vì lẽ ra là người cha phải biết đứa con học bài học gì mới được. Tức tự nhiên người ta là ta học lớp 1, bây giờ đăng ký vô cho người ta học lớp 5, làm sao mà học nổi đó. Cho nên nó cứ nặng nặc đòi học lớp 1 thôi, thì để nó học lớp 1 thôi chứ không có sai. À, với lại nó có một cái điều này, điều này là một cái điều rất là kỳ diệu. Tại vì mình sinh ra vì chính cái bản ngã của mình nó cứ tưởng lừa, tức là nó bản ngã của mình đòi tôi thích cái này, còn cái tôi không thích cái này mới được với tôi, còn cái kia là không được. Cứ vậy mà mình cứ, thật ra mình càng chọn lựa chừng nào thì càng đau khổ chừng đó. Nhưng mà thật ra đó, nó cái tháp đó nó đã là nó theo cái nguyên lý của nó hết rồi. Cho nên cái gì mà nó đã đến trong cuộc đời của mình á, bữa nay nó tới một chút hạnh phúc, bữa khác nó tới một chút đau khổ, bữa nọ mình phải nhẫn nại một chút, bữa kia mình phải từ bi một chút. Tất cả những cái đó là cái gì đến đi trong cuộc đời của mình đó, mình đều phải học qua. Đó chính gọi là trải nghiệm. Nhưng mà trải nghiệm mà không biết học đó, thì cũng như không. À, ai cũng có trải nghiệm hết. Ai cũng trải nghiệm nhưng mà trải mà không nghiệm. có trải mà không có nghiệm. Đâu có nghiệm được cái gì đâu đó. Cho nên là trải nghiệm là vậy. Tức là có trải qua nhưng mà phải thấy ra được điều gì. À, mà hệ mình đã thấy ra được, tức là mình đã nhận thức ra được rồi, thì tự nhiên nó sẽ là điều chỉnh. Cho nên ví dụ như có nhiều bà vợ than phiền với thầy á, chồng con cũng tốt lắm, nếu mà con về cũng nói gì chồng con cũng chịu nghe, cũng chịu nghe theo Phật pháp. Nói yên tâm đi, cứ đến một ngày nào đó rồi tự nhiên nó tìm tới chùa. Khỏi cần. Tại vì nó đến cái lúc nó chưa tới lúc. Với lại cũng là nhiều khi do bà vợ sai, mình tin nhưng mà cái tin của mình chưa chắc đã đúng. Mình theo Phật rồi nhưng mà tin mình chưa đúng. Rồi mình tới mình đi thuyết phục, thực ra cái trình độ của ông chồng cũng có khi nó hơn mình cũng có, tại ông chưa đúng duyên thôi. Có hai vợ chồng đó ở bên Mỹ về đây thì đến gặp thầy. Thì người vợ là mấy chục năm nay là đi hành thiền hết cái trường thiền này qua trường thiền khác. Còn ông chồng thì nói con không được, con làm sao mà con hành được, con dở quá. Cái thầy ngồi người giảng đạo một hồi á, thì ông hiểu hết, còn bà là ngơ không thể nào mà vô được. Cho nên chưa biết, có khi người vợ làm suốt cả đời vậy đó mà không được gì cả. Cho nên không phải là tu luyện nó mới trật đi.
Ông kia là bây giờ ông như tờ giấy trắng vậy đó, tức là ông có trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ mình chỉ ra cho cái cách để mà nhìn thấy, để mà chiêm nghiệm cái trải nghiệm đó, thì tự nhiên anh thấy ra liền. Cho nên thầy mới có kể một câu chuyện là con cái bà Phật tử đó đem tới đứa con trai cho thầy, nói con bây giờ nó mà nói ngay trước mặt đứa con mình đó, nhiều khi cha mẹ vợ vậy đó, con bây giờ nó câu bồi du đảng nó hư hỏng hết trơn rồi, bây giờ nhờ thầy dạy dỗ cho nó giùm. Nói kiểu đó thì coi cho mình cũng thua luôn. Cái thầy mới ngồi nói chuyện chơi, hỏi thăm rồi này kia đó, đó vui vẻ đó. Thì mình thấy là thực ra là không ai mà gieo cho nó được một cái mầm móng để mà nó biết cách nhìn lại mình thôi. Nhưng mà trải nghiệm á, thì phải nói là nó trải nghiệm hơn bà mẹ. Bởi vì bà mẹ chỉ biết đi chùa rồi thì là cứ ăn hiền ở lành thôi, không dám trải nghiệm những cái chuyện gì hết. Do đó bà mẹ chỉ hiền từ thì có, nhưng mà giác ngộ thì không. Trong trang web có một cái người Phật tử đó, có một cái câu trong câu hỏi đó, người Phật tử đó có một câu rất hay, nói rằng là cái thư viết cho thầy đó, nói là con xưa nay con đi nghe giảng rồi con đi tu các cái khóa thiền rồi này kia, thì các thầy ấy làm cho con trở nên hiền từ nhưng mà không có giác ngộ được. Nó giác ngộ nó khác, còn hiền từ nó khác. Hiền từ có khi nó không giác ngộ được. Cho nên á, nhiều khi mình lại quá tốt, mình là đi cứ là tới chùa rồi cứ tụng kinh, cứ hương khói rồi cứ cầu nguyện rồi này kia đủ thứ, mà ông chồng ông không chịu được cái đó. Tại ông là cái gì có lý ông mới làm, chứ còn cái lý không có lý là ông không làm. Thì đúng, ông đúng, nhưng mà không ai chỉ cho ông cái cách, ông chưa tới cái duyên để ông thấy ra cái cách nào để mà từ giác ngộ lấy mình. Đến khi chỉ ra một cái thì ông vô được liền, tại vì ông chưa bị kẹt vô cái gì hết. Còn bên này bây giờ sao thầy nói không tu gì cả, mình tu luyện muốn chết, bây giờ thầy nói không tu gì cả. Thầy này chắc chắn nói sai rồi đó, mà thành nó không vô được. Mà cái người ta không có gì cả, người ta buông ra người ta vô liền, nó khỏe không. Bây giờ cái người kia là tu luyện mấy chục năm nay, bây giờ bỏ uổng. Hồi xưa có một câu chuyện này, câu chuyện cũng là từ cái tu luyện và cái giác ngộ, là có cái ông đó, ông tu theo đạo con bò. Vì ông nghĩ rằng á, là nếu mình cứ làm y như cái hình con bò thì mình sẽ giác ngộ giải thoát. Cho nên ông cứ tu là ông cứ làm hình như con bò đó, kêu cũng như con bò, rồi đi được cũng giống như con bò đó. Cái đến khi Đức Phật đến gặp Đức Phật á, thì Phật ngài mới là chỉ cái con đường giác ngộ, thì ông khóc quá chừng. Thì Đức Phật nói tại sao ông khóc? Nói cũng không phải là con khóc, không phải là con khóc là bởi vì gì cả, mà con khóc là bởi vì tại sao con là tốn biết bao nhiêu năm mà làm con bò làm gì. Trong khi đó nó đơn giản là chỉ có giác ngộ ra mình là xong, mà bây giờ tự nhiên nó làm cả mấy chục năm nên phải làm con bò. Mà cái câu chuyện đó để cho nó rõ ràng ra thôi, cái kiểu tu luyện để mà cố gắng để mà làm theo một cái gì đó để đạt được cái gì đó thì cũng là cái kiểu tu đó thôi. Chỉ có khác là khác cái hình thức thôi, cái nội dung bên trong là nó giống nhau. Nó cũng phát xuất từ cái vô minh ái dục mà ra. Nhưng mà cái đạo Phật á, là cái đạo để xóa cái vô minh ái dục đó, nghĩa là phải trải nghiệm để mà học ra cái bài học trải nghiệm đó, để mình thấy ra được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là nguyên nhân của phiền não khổ đau, cái gì là cái an lạc giác ngộ giải thoát, đại khái vậy. Cho nên nó rõ ràng. Thì hai con đường đó mình phải thấy ra, còn nếu không á, là mình sẽ cứ mất thì giờ để mà tu luyện mà không đi tới đâu hết. Thì có phải là coi như là chúng ta chấp nhận là luân hồi sinh tử, rồi mình chỉ có giác ngộ, tức là bây giờ mình phải chấp nhận luân hồi sinh tử rồi đó. Nếu mà theo cái kiểu đó con thấy là mình phải chấp nhận rồi, tức là mình cứ phải luân hồi rồi trong cái cõi ta bà này á, thì mình phải tự nhận ra được cái tịnh độ, tịnh thấy ra được cái giác ngộ hay sao? Chứ thì coi như là mình phải chấp nhận luân hồi sinh tử rồi. Không phải, dùng từ sai.
dùng từ sai. Không phải là chấp nhận luân hồi sinh tử, mà là thấy ra luân hồi sinh tử. Nói như thế này thì đúng này, chấp nhận sự sống, chấp nhận đời sống này. Đó. Bây giờ chấp nhận mình như là mình đang sinh ra, cho đến chừng nào nó chết thì chết, cái đó là gọi là chấp nhận cái đời sống. À, chắc có người thì muốn rằng bây giờ mình ngồi tu cho mau để chết sớm mà đừng mà đi giác ngộ gì đó là không phải. À, mà phải chấp nhận cái đời sống này, bởi vì không qua đời sống này thì không bao giờ giác ngộ được cả. Nhưng mà ngay trong đời sống này thì nó lại chia ra hai phần. Một là mình cũng sống mà sống trong luân hồi sinh tử. Hai là mình cũng sống mà sống trong giác ngộ giải thoát. Chẳng phải là chấp nhận cái này gọi là chấp nhận luân hồi sinh tử. Chấp nhận là mình đang sống, mình đang như mình như thế này, mắt mình như thế này, tai mình như thế này, chấp nhận toàn bộ cái đó. Nhưng mà qua cái đó mà giác ngộ giải thoát, chứ không phải là qua cái đó mà luân hồi sinh tử. Nhưng mà bây giờ nếu mình cố gắng tu luyện, mà tu luyện để mà trở thành, thì nó ra luân hồi sinh tử. Cho nên cái tu luyện đó là sai. Tại sao mà thầy lại hôm nay là cái bài đầu tiên là thầy lại nhắc cái đó liền? Bởi vì ngay mình đề ba mà mình đề ba nó trật cái đường, rồi làm sao mà đi được nữa. Đề ba trật đường rồi là đi càng nhanh chừng nào, tốc độ càng cao chừng nào thì càng xa sự thật chừng đó. Tu càng tinh tấn chừng nào thì càng sai chừng đấy. Cho nên là ngay từ đầu mình phải thấy ra được cái thật mới được. Nhưng mà điều chỉnh lại là đừng có nói là chấp nhận luân hồi sinh tử, mà là chấp nhận cái đời sống này. Trong cái đời sống này có sinh diệt, có sinh lão bệnh tử, thì cái đó là có, thì đúng. Nhưng mà chấp nhận cái đó để trải nghiệm từng giây phút, mà học ra được cái bài học nhân quả, học ra bài học mà thanh tịnh, là sáng suốt đó, và điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Sau khi nghe thầy giảng thì con cũng nghĩ ra được bốn câu thơ thầy, con đọc lên để thầy nghe coi có đúng với tinh thần của thầy không. Mây mây hỡi xin vui lòng tan biến, để cho ta nhìn rõ ánh trăng thanh. Ánh trăng ơi sao cứ ở bên trong, để trăng phải long đong tìm trăng mãi. Để có đúng với tinh thần thầy giảng không? bây giờ có ai nói đúng hay không đúng thì góp ý giùm. Không hiểu hả? Không. Không phải, tức là thầy hiểu cái bài thơ này ý là thế này. Trăng thì có đó, nhưng mà bị mây che. Do đó bây giờ là muốn là đừng có mây che nữa, để cho cái trăng sáng. Đại khái là vậy thôi. Thì cái này nếu mình nói hình tượng cũng đúng. Tức là cái ta ảo tưởng là giống như mây. Mà cái tánh biết vốn sẵn có của mọi người là giống như cái mặt trời hay là ánh trăng. Mặt trời với ánh trăng nó là luôn luôn chiếu sáng, nhưng mà tại vì bị mây che mà không thấy thôi. Cho nên nếu mà mình giải thích theo nghĩa này thì đúng. Tuy nhiên thái độ chưa đúng. Tức là cái lý thì đúng mà thái độ chưa đúng. Thái độ là thuộc về sự. Cái thái độ đó là nó thuộc về sự. Tức là thế này. Bây giờ mây cũng tốt thôi. Có đôi lúc mình người ta chụp cái hình cái tháp đó, người ta cần mấy đám mây để làm cái phông phía sau để chụp nó đẹp. Cho nên á, thực ra này, tất cả các pháp á, pháp nào cũng đẹp hết trơn. Nhưng mà nó là phải nói như có một cái bịch cái kinh ở đâu thầy cũng nhớ nữa, nhưng mà cái câu nó cái ý nghĩa thế này: thì pháp trụ pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Tức là hệ thấy pháp nào đúng như là nó là, đúng cái vị trí thật sự của nó, chứ đừng có xê dịch nó đi, thì chính là giác ngộ.
Thì bây giờ như thế này, cái mùa này là mùa mưa thì mây nó che. À, bây giờ mình nói hình tượng tự nhiên bên ngoài thì mây nó che, mà bây giờ mình muốn là đừng mây che sao được, vì cái mùa này á mình phải biết rằng là cái mùa này là cái mùa có mây, thì cái mùa mây này á là nó sẽ có mưa, mà có mưa thì mùa mưa mình nên làm gì cho nó phù hợp với cái mưa đó, mình nhận thức đúng về cái mưa để mà làm cho đúng thì mình á mới được. Chứ đời mà cho đến khi nắng để đừng còn đám mây nào cả, rồi khi đó mình mới là ra làm, còn chứ còn lúc mà trời mưa thì mình không làm gì cả thì không được. Thật ra mưa thì nó có cái lời của mưa, nắng thì nó có cái lời của nắng. Tất cả các pháp á, nó cũng giống như cái trở lại cái ví dụ lúc đầu là một cái kho thuốc. Không phải tất cả những vị thuốc đều là vị thuốc bổ. Trong những vị thuốc đó có nhiều cái vị thuốc độc. Nhưng mà nếu mà dùng cái liều lượng của nó đúng, kết hợp với những cái loại thuốc khác, thì nó sẽ ra một cái phương án để chữa một cái bệnh. Chẳng phải là tất cả cái xấu là đều là. Cho nên á, Đức Phật Ngài không nói là dẹp mây, mà Đức Phật Ngài nói là phải thấy rõ cái mây đó ra. Vì vậy cho nên mới là Vipassana. Vipassana là phải thấy ra. Thấy ra rồi á, thì tự động trong cái thấy ra nó mới sinh ra cái điều chỉnh này. Đó, cũng đường rõ ràng đúng không? Đó, phải thấy ra. Thấy ra thì điều chỉnh là sao? Điều chỉnh có nghĩa là khi mây thì như thế nào, mà khi mà không mây thì như thế nào. Bây giờ mình á, chọn cái lúc mà mây nó kéo đầy hết trơn mà sắp mưa rồi, mình đem dọn tiệc ra ngoài sân thì cái đó là tầm bậy. Khi mà ta mây đồ không có mây, trời trăng sáng, ta mới dọn tiệc ra ngoài sân nhé. Nhưng mà khi mưa lại khác, bây giờ mình thiếu nước, nước phong tan không có, bây giờ có mây một cái mình lo đem lu rồi ra để hứng thì tốt quá. Tức là tất cả đều là cái dùng, tất cả đều có thể tướng dùng của nó. Nếu như mình quan sát để biết rõ, thấy rõ cái sinh, cái diệt, cái tướng thể tướng dùng của nó, và sử dụng nó đúng mức, thì tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết. Không thanh tịnh là tại mình, không phải là các pháp không thanh tịnh đâu. Không thanh tịnh là tại mình thôi. Đó. Cho nên bây giờ mình nói cụ thể lại, tức là trở lại cái hình tượng là cái bản ngã. Nhưng mà nếu mình không thấy rõ cái bản ngã nó phát sinh như thế nào, nó che lấp như thế nào, thì mình không thể nào mà loại trừ nó ra được cả. Mà chữ loại trừ ở đây đừng có hiểu theo nghĩa loại trừ là dẹp nó qua một bên. Mà loại trừ theo nghĩa như thế này này, thấy nó sinh, thấy nó diệt như thế nào, thấy vị ngọt của nó như thế nào, thấy sự nguy hại của nó như thế nào. Cho nên bây giờ không bị nó ảnh hưởng nữa. Như vậy gọi là xả ly, như vậy gọi là thoát ly. Chứ không phải là mình dẹp nó đi hoàn toàn không còn nó nữa. Vì một người giác ngộ rồi đó, thì trả lại cho trời đất này y nguyên, không đồng một chút nào hết. Cho nên người giác ngộ là người nhập lâm bất đạp thạo, thủy bất đồng ba, là không có đồng gì tới ai hết, không có dẹp cái gì hết đó. Nhưng mà thấy ra hết cho nên là không còn bị cái gì mà lừa đảo mình được nữa. Còn trước đây cái lòng tham nó lừa đảo mình, chính cái tu của mình mà tu trật là lừa đảo, bị lừa đảo gì nữa, bị cái bản ngã lừa đảo, bắt mình phải thức khuya dậy sớm, bắt phải ngồi mấy tiếng đồng hồ kéo cái chân lại, khổ quá trời quá đó. tự nhiên tự mình làm khổ mình, rồi là ngồi được mấy bữa chưa được gì đó, nhưng mà cái bản ngã đã khởi lên rồi, kêu người khác tới ngồi theo tôi này, làm khổ mình rồi giờ làm khổ người nữa. Rồi ai hỏi gì nữa? Nói chung là thầy mặc dù thầy nãy giờ thầy nói lung tung ấy, nhưng mà thực ra là nó cũng có trống hết trơn á. Thầy sẽ nói tập trung vào cái 37 cái đạo phẩm, mà trong đó thì chủ yếu là sẽ nói về bát chánh đạo, nhưng mà nó sẽ bàn bạc. Chứ thầy có thể là cũng phải nói tập trung vào một cái mà sẽ nói bàn bạc, bởi vì nói kiểu đó là nó thì nó sẽ ra nhiều trường hay hơn.
Còn nhiều khi mình đưa vô một cái khuôn rồi một cái là bắt mình phải cứ theo cái khuôn đó mất công. Thì có khi như vậy. Bởi vì thế này, quý vị nhớ thế này, không phải là nãy giờ thầy nói ra được bao nhiêu điều gì, thậm chí cũng cần ghi lại nữa, mà quan trọng là sau khi thầy nói là mình nó mở ra được cái gì, nó mở ra được một cái góc độ mở nào, cái chính là cái chỗ đó. Bởi vì chính cái đó là mới là vạch cái mây ra là chỗ đó đó. Tức là bây giờ cái tầm nhìn của mình nó nhìn ra được cái cỡ nào, chứ không phải là mình thâu lượm vô được cái gì, không có thâu lượm cái gì hết á. Cái điều thầy nói ra là để mở, chứ không phải để thâu. nhớ dùng. Không có cái gì á mà dễ hơn là trừ cái nỗi nóng. Không thật á. Không có cái gì mà dễ hơn là trừ nỗi nóng. Chính Đức Phật ngài nói đó, tham mới là khó trừ. Cho sân á, sân là tới ngang A La Hàm là hết rồi. Nhưng mà tham là phải A La Hán mới hết. Tham mới là khó, tham ngấm ngầm trong này mà tham là thích lắm. Ví dụ như mình thấy bụt vàng mình đứng mình tham mình thích lắm. Cho nên mình đâu có thấy khổ gì đâu. Mà thực ra trong đó là khổ, chính cái đó mới khổ. Nhưng mà dòng hoài mà vẫn lấy không được thì mới bắt đầu sân mới khởi lên. Khi sân khởi lên nó mới thấy khổ, chứ còn lúc tham mới thấy thích lắm chứ đâu có khổ, phải không? Cho nên tham mới là, thực ra tham mới là cái anh đó, mới là cái anh mà là cái chính đó nè. Rồi cái sân là chỉ đi theo thôi, sân là chỉ ăn theo thôi. Tại vì tham không được nó mới sân thôi, chứ còn sân nó ăn thua gì đâu. Cho nên á, muốn diệt sân á thì phải diệt tham, bởi vì không tham nữa thì đâu có sân. Không tham nữa đâu có sân đâu, phải không? Nhưng bây giờ thầy nói đó là nói nguyên lý chơi vậy thôi, nhưng mà giờ thực tế là thế này nè. Muốn diệt sân á thì phải lắng nghe lại cái sân đó thật kỹ, thấy nó khởi lên như thế nào, nó tác động trên thân mình như thế nào, tim đập như thế nào, máu chảy như thế nào, làm sao mà mình phải lắng nghe cho được cái sân đó đó. Bởi vì á, cái sân á là nó như thế này, đây là cái tâm sân, đây là đối tượng sân, đối ngại. Khi có một cái vật đối ngại hay là một người đối ngại thì tâm sân là nó khởi lên với cái đối tượng đó. Đây là một người hoặc là một vật hoặc là một cái gì cũng cần biết, nhưng mà nó là một ý tưởng cũng có, mà là nó đối ngại. Thì á, thường thường á, là nó cứ là bắn ra, tức là cái tâm sân nó cứ bắn ra hoài, để bắn vô đối tượng hoài. Cho nên nó càng ngày nó càng khởi thêm sân lên. Bây giờ đơn giản là thế này thôi, quay lại nhìn lại cái sân này, chứ đừng bỏ cái đối tượng này đi, nhìn lại ngay cái tâm sân này này thì nó hết rồi. Không tin cứ làm thử đi. Tức là bây giờ cái nào sân á, nhìn lại cái sân đó, nhìn thôi đó, nên nhớ là nhìn thôi nha, nhìn thấy ra thôi, chứ không có là tu luyện. Hệ tu luyện á thì nói là tôi phải làm sao mà dẹp cái sân này đi, tôi phải tìm cách nào đó mà tôi gồng mình tôi dẹp cái sân này đi, thì tức là sân thêm. Cái thái độ đó chính là sân thêm. Mình càng muốn diệt sân thì sân càng tăng thêm, phải không? Đó. Do đó bây giờ lấy từ bi thắng sân hận, lấy tâm từ thắng sân hận. Lấy tâm từ là sao? Hãy nhìn lại cái tâm sân này này với một cái tâm mát mẻ, chứ đừng có nổi nóng lên mà nói sao mà mày sân, mày đừng có sân nữa. Có nhiều cách tu nói rằng là nổi sân lên có nói không được sân. Mà cái mà nói không được sân đó chính là sân á. Tức là đổ dầu thêm vô lửa. Mình phải nhìn cái tâm sân đó với một tâm từ, tức là mình phải mát mẻ lại với chính cái tâm sân của mình, cái tâm sân nó hết liền. Ông tên cứ làm thiệt, cứ làm thử chứ. Nó hết liền à. Đừng có nhìn cái đối tượng nữa, mà trở về lại cái tâm của mình, nhìn lắng nghe lại cái tâm của mình. Có một lần đó thầy lên thuyết pháp, hồi đó thầy còn trẻ. Thầy lên thuyết pháp thì là có một vị sư khác, cũng là một vị sư trẻ, có lẽ là cũng sao không biết,
thầy mới giảng xong một đoạn có thì là một vị đứng lên là coi như là không biết dùng từ gì à? Tức là mà lì hết cái gì đó, cái dùng cái từ gì đó, thì khi thầy nghe đó là thầy hoàn toàn vừa nghe bên đó thì vẫn nghe, chứ không phải là mình hoàn toàn bỏ bên đó, nghe thì vẫn cứ nghe, nhưng mà thầy hoàn toàn là biết rõ là lúc đó tim mình đập như thế nào, cái tâm của mình lúc đó như thế nào là thầy thấy rất rõ. Cho nên sau khi vị đó nói xong rồi mình nghe đã rồi, vị đó nói xong rồi vị đó ngồi xuống cái là thầy cười lên. Rồi lúc đó cả cái lớp đó, tại vì nói chung cái lớp đó, ai khi mà thầy lên giảng thì ai cũng mến thầy, cho nên khi bị như vậy á thì ai cũng sợ, cũng nghĩ rằng là không biết thầy sẽ xử lý cách nào. Mà đang đứng dài mà bị nhục mạ như vậy chắc là không biết thầy xử lý cách nào, cho nên người nào cũng căng thẳng hết rồi. Mà đến khi thầy nghe xong cái thầy cười một cái mọi người sau này mới ngồi người nói lại với thầy là trời ơi, tụi con lúc đó giống như là nó mở một cái gì, nó buông một cái gì, nó khỏe người ra, thấy cái cười cái mà đúng là mình lắng lại nghe lại mình lúc đó đó thì mình sẽ cười được. Đừng có tự dằn vặt mình, đừng có cố gắng mà làm gì đó. Nhưng mà bây giờ nó những cái nguyên nhân khác nữa. Sở dĩ mình dễ bị cảm xúc là tại vì mình thiếu chánh niệm tỉnh giác. Nếu như mình khi mình đi đứng nằm ngồi cầm ly nước uống hay là ăn cơm hay nhai, tất cả đều mình chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó mình sẽ biết rất rõ những cái thân mình như thế nào, cảm xúc của mình như thế nào, cái phản ứng nội tâm như thế nào, mình thấy hết. Thì lúc đó mình tạm thời mình dùng chữ làm chủ đi, lúc đó mình sẽ làm chủ rất dễ dàng. Mà cái làm chủ này không phải là làm chủ gì hết á, mà làm chủ đó là do thấy ra mà nó điều chỉnh ngay tại đó. Cho nên mình gọi làm chủ, chứ không phải làm chủ là một cái bạt ngã mà muốn là mình phải thế này. Có nhiều người á cố gắng nhìn đi để mà giữ cho cái uy tín của mình. Bây giờ thầy đang đứng đây mà có người chửi thì mình phải giữ uy tín nhé, cho mình chửi lại cái ai còn tới nghe nữa. Cho nên là lúc đó mình phải giữ uy tín. Cái giữ uy tín là khác, cái giữ uy tín là giả. Còn như bây giờ ai chửi á thì thầy có nổi sân lên, nhưng mà lại nghe cái sân đó thì cái đó lại là thật, tức là mình lại thấy ra được cái sân của mình, điều chỉnh được cái sân của mình, tức là phải nhìn vào cái thực tế, chứ không phải là đem bất kỳ một cái gì vào đó để mà đàn áp mình hay là để mà chế ngự mình gì cả. À, tức là không, nói chung là không có tu luyện. Con biết là bên Nguyên Thủy đó dạy pháp và thiền tứ niệm xứ. Thưa thầy, như vậy có phải không ạ? Mình có phải là cái pháp hành chính của Nguyên Thủy là hành tứ niệm xứ không ạ? Nó cũng đúng, nhưng mà bởi vì thế này, cái này nó có để rồi từ từ rồi thầy nói là thầy sẽ chỉ ra. Tứ niệm xứ nó cũng có rất nhiều cái bậc khác nhau. Ví dụ như thế này, tứ niệm xứ là gì? Là bởi vì cái tâm của mình là nó cứ chạy ra ngoài, chạy ra nhiều thứ do tham sân si, tức là cái gì cũng là chạy ra ngoài hết. Cho nên nó quên mình đi. Do đó Đức Phật ngài nói chánh niệm tỉnh giác đó là trở lại để thấy ra mình đang như thế nào thôi. Thân đang thế nào gọi là niệm thân, cảm giác như thế nào gọi là niệm thọ, cái tâm phản ứng như thế nào gọi là niệm tâm, rồi cái vận hành của thân tâm như thế nào gọi là niệm pháp, vậy thôi. Chẳng phải gì cả. Mà chữ niệm đấy nên nhớ rằng thầy sẽ phân tích cái điều này thật kỹ sau này. Niệm là không có niệm gì cả, niệm tức là trở về với thực tại thôi, chẳng phải là niệm cái gì hết á. Chẳng phải ngồi đó mà cứ niệm cái này niệm cái kia là tật hết. Chánh niệm có nghĩa là nó trở về với cái thực tại, nó không có chạy đi đâu nữa. Vì chạy đi đâu gọi là thất niệm, nghĩ tầm bậy tầm bạ gọi là vọng niệm. Đó nè. Và khi nghĩ cái này khi nghĩ cái kia bất an không yên được là gọi là tạp niệm. Thì khi mà cái tâm nó không có ba cái loại niệm đó đó thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là bây giờ thầy đứng đây chẳng kiểu niệm gì cả, mà tâm nó vẫn đứng yên đây thôi, cho nó không đi đâu hết rồi gọi là chánh niệm. Đó. Nhưng mà khi mình chánh niệm á thì mình thấy ra cái gì? Bây giờ thầy đưa tay thì thầy thấy đưa tay, thầy đưa cái
cái micro lên là thấy đưa cái micro lên. Thì như vậy á, đưa cái micro lên thì nghe tiếng nó to hơn. Tất cả những cái đó mình đều nghe, đều thấy hết. Thì như vậy tức là chánh niệm tỉnh giác. Tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, chứ niệm gì nữa. Cho nên nó không có cái giới hạn gì trong đó. Bày ra cái niệm thân kiểu này, niệm thân kiểu kia, niệm thọ kiểu này, kiểu nọ, chứ thực ra không phải. Tất cả nó đang sẵn đây rồi. Chỉ có mình trở lại và thấy nó ra. Tức là tứ niệm xứ, chứ không có tứ niệm xứ nào nữa trơn. Thế nhưng mà tùy theo cái thái độ của mỗi người. Thí dụ như một cái người mà cái tâm họ hoàn toàn rộng lặng trong sáng, lúc nào cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bây giờ họ cứ đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi việc đều là không không tâm không loạn, tức là tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bây giờ đâu cần tứ niệm xứ làm gì. Nhưng mà họ vẫn không mất tứ niệm xứ, phải không? Họ không cần tứ niệm xứ, nhưng mà họ cũng không mất tứ niệm xứ, đúng không? Có hiểu ý thầy nói không? Đó. Nhưng mà giả sử cho một người mà cái tâm ngoài nó quá loạn đi, cứ hễ mà rách cái là nó chạy ra ngoài, rách một cái chạy ra ngoài, thì bây giờ là phải đi, là phải chú ý vào từng bước đi này để cho nó trở về. Thì cái người đó đó thì đòi hỏi một cái chánh niệm tỉnh giác ở mức độ khác. Cho nên thầy với bữa nào thầy sẽ trình bày cái đó, tức là chánh niệm tỉnh giác ở mức độ là sáng suốt định tĩnh trong lành thì khác, chánh niệm tỉnh giác ở mức độ thần đồng chú tâm quan sát thì khác, chánh niệm tỉnh giác ở cái mức độ là phải trở về từng cái để mà ghi nhận từng cái đó là khác. Mà cái đó cũng không được nữa đó, thì phải là phải đi vào khuôn khổ này khuôn khổ kia. À, đó là nó tùy theo cái trình độ của mỗi người để mà ứng cái pháp tu thôi. À, nhưng mà ở đây là thầy đang nói cái nguyên lý, chưa nói ứng dụng tu, nhưng mà sẽ tùy câu hỏi thầy sẽ nói luôn. À, cho nên đừng có sợ sân. Mà muốn hết sân á là phải có tâm từ với sân. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Đọc lên cho rồi cho con. mắt thầy đâu có thấy gì đâu, biết gì nữa. Dạ con chào thầy. Dạ thầy ơi, con hôm nay là bữa đi đầu tiên con đi, con cũng có một số thắc mắc muốn hỏi thầy. Là như thầy nói là tu luyện với lại thấy ra đó, theo bên Phật mình á là mình không có áp dụng theo cái dạng tu luyện mà chỉ dùng cái thấy ra thôi. Vậy đối với những cái người mà người ta đi làm á, người ta đi làm, người ta đi học, người ta đi theo công việc á, thì người ta vẫn phải rèn luyện và vẫn phải đặt cho mình một cái mục đích, một cái mục tiêu để mà mình đạt được. Nhưng mà theo thầy nói thì cái thấy ra, vậy cái thấy ra đó có áp dụng vô trong cái cuộc sống hàng ngày, công việc của người ta không? Với lại cái tu luyện á, thì có được ứng dụng vào trong cái công việc không ạ? Và cái thứ hai con muốn hỏi đó là có người á... Một câu cái đã. cái nào cái đó thôi. Bây giờ như thế này, có những cái có những vấn đề hay là có những cái môn nào đó thì người ta sẽ có rèn luyện, nhưng thực ra đó, đến thực tế đó thì vẫn là thấy ra và trải nghiệm. Thực ra rèn luyện là gì? Bây giờ ví dụ như rèn luyện lấy xe là gì? Rèn luyện lấy xe tức là mình phải nhận thức đúng chiếc xe, cần phải để tay ở đâu, cần phải để chân ở đâu, rồi lái như thế nào. Lúc đầu mình mới tập thì phải lái như thế nào, rồi thế nào, cái gì đó. Tức là vẫn là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng muốn điều chỉnh nhận thức thì phải thấy ra. Do đó mới là cái người mà họ tạm thời dùng từ là rèn luyện đi. Bây giờ họ rèn luyện, nhưng mà nếu họ sáng suốt mà để mà họ thấy nhận ra được á, nhanh á, thì sẽ học rất nhanh. Thí dụ như là cái hồi đó thầy dạy dịch lý, thì có một cái ông, có một người học viên của thầy dạy trong cái lớp dịch lý lại là một võ sư Thái Cực Quyền. Thì hôm đó thầy dạy dịch lý, rồi thầy lại vô tình lại là lấy một cái ví dụ về Thái Cực Quyền. Cho nên ông là tước đâu là thầy Thái Cực Quyền giỏi lắm.
Thì ông mới đến sau cái lớp học đó thì ông mới lên ông hỏi thầy. Ông nói là con học trong cái lớp này thì thấy là thầy giảng dịch lý làm cho con sáng ra về cái thái cực quyền. Như vậy chắc là thầy rất là rành về thái cực quyền, nói thầy không biết. Tức là thầy chỉ nói trên cái đạo lý của cái dịch lý thôi. Chứ còn là về ứng dụng trong thái cực quyền thì thầy chưa biết là như thế nào. Thì ông nói là nếu mà thầy đồng ý thì con sẽ đến chỉ cho thầy cái môn thái cực quyền này. Thì thầy nói được, nếu vậy thì tốt. Cho nên là anh tới anh chỉ cho thầy. Nhưng mà đây này, bây giờ mình nói là học thái cực quyền có nghĩa là lúc đó mình phải có tạm thời mình cho là rèn luyện đấy, phải không? Thì khi mà thầy học môn thái cực quyền á, thì cái anh đó anh nói là trong cái quá trình mà dạy thái cực quyền của anh á, là chưa có người nào mà học thái cực quyền nhanh như thầy. Thầy cũng hiểu tại sao nữa, nhưng mà sau này thầy mới biết là tại khi mà anh hướng dẫn thái cực quyền cho thầy á, thì thầy thần đồng chú tâm quan sát, mà thần đồng chú tâm quan sát toàn diện. Cho nên á, cái tay, cái lúc cái tay đệ như thế nào rồi cái chân đệ như thế nào thì đều thầy thấy hết. Vì vậy mà anh chỉ qua một lần là thầy làm lại đúng y liền. Còn cái người khác á, là tại vì họ chỉ chú ý đến cái tay á, thì chú ý tay trái thì mất tay phải, mà mất luôn mấy cái chân. Mà trong khi đó cái thái cực quyền nó phải đồng bộ, tức là cái tay phải tay trái nó phải đi theo như thế nào, rồi trong lúc đó là cái chân nó cũng phải đi như thế nào luôn, rồi cả cái eo nó cũng phải đi theo như thế nào luôn, thì nó phải là vận dụng toàn bộ cái người. Thầy là thầy nhìn cái toàn bộ cái người đó, cho nên là thầy làm lại được liền. Thì nó vẫn là tùy thuộc vào, cho dù có rèn luyện đi nữa thì rèn luyện cũng phải tùy thuộc vào thấy ra. Cái người nào thấy ra chậm thì người đó sẽ rèn luyện lâu đó. Còn người nào mà thấy ra liền thì thậm chí không cần rèn luyện gì cả. Đại khái là như vậy. Có nhiều người ta chỉ cái đó ta làm được liền. Như vậy không phải là do cái tầm nhìn sao? Do cái tầm nhìn của mình mà mình nhìn thấy được, là do tầm nhìn. Vì vậy cho nên nhận thức vẫn là cái quan trọng. Còn cái rèn luyện chẳng qua là bởi vì có những cái giai đoạn, ví dụ như bây giờ một em bé tập viết cái chữ C thì nó phải tập bao nhiêu lần thì cái đó nó mới là được. Nhưng mà để làm thế nào để biết rằng là nó tập đúng rồi thì nó cũng phải biết nhận thức để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của nó, thì nó mới biết rằng là nó bây giờ nó đã viết chữ C đúng rồi. Cái thứ hai á là nó có cái chữ tu luyện với cái chữ mà rèn luyện nó khác nhau. Nghe cho kỹ cái này ha. Cái tu luyện với là cái rèn luyện là khác nhau. Rèn luyện á là phải làm nhiều lần để cho nó trở thành thuần thục, gọi là rèn luyện. Còn cái chữ tu luyện á thì lại là anh muốn đạt được một cái gì đó để trở thành, phải không? Có phải khác nhau không? Một bên á là đang làm một cái hoàn toàn thực tế để mà thuần thục trong cái thực tế đó, thì cái đó nó không phải là một cái để trở thành gì cả, phải không? Còn một cái mà bây giờ mình lại muốn, mình không biết niết bàn nằm đâu, bây giờ mình cố gắng tu cho thiệt nhiều để mà đạt niết bàn, là cái tu luyện đó là một cái tham vọng để trở thành, cho nên nó chỉ là đi đến sinh tử thôi. Cho nên cái ý cái nói tu luyện của thầy là ở chỗ đó. Nhưng mà nếu cái tu luyện đồng nghĩa với một sự rèn luyện, tức là cái rèn luyện đó cần thiết, thì được, chẳng phải là không được. Nhưng mà cái rèn luyện đó là làm cần thiết. Thí dụ như thầy hồi đó thầy bị bại hai cái tay, thì đến bác sĩ thì ông chỉ cho thầy một cái cách để mà tập cho hai cái tay nó hết bại liệt. Sau này thầy cũng chỉ cho nhiều người khác làm cũng thành công. Thì tức là nó qua một cái kỹ thuật để giải quyết một vấn đề gì đó, thì cái đó nó có tính chất rèn luyện. Nhưng mà cái rèn luyện này nó chỉ là một cái tạm ứng trong một thời gian nào đó thôi. Cho nên cái đó nó không nhất định. Tất cả những cái phương pháp rèn luyện, tất cả những cái rèn luyện là nó tùy người và nó không nhất định. Nhưng nguyên lý đó
Nguyên lý thì cái đó là muôn đời. Muôn đời ai mà tham sân si thì cũng đều đau khổ cả. Đó. Muôn đời ai sáng suốt định tĩnh trong lành thì cũng đều là giác giải thoát giác ngộ cả. Thì cái đó là cái nguyên lý muôn đời. Cho nên thầy là thầy chỉ muốn chỉ ra cái nguyên lý chứ không phải là còn cái đó đó là tự mình thấy lấy. Ví dụ như mình đau lưng thì mình chịu khó tập thể dục cái lưng một thời gian đi. Thì cái đó là được. Tập xoay eo hoặc là tập làm cái gì đó để cho giải quyết cái lưng thì cái đó là được. Câu tiếp theo là câu gì? Dạ thưa thầy. Dạ thầy ơi, theo như thầy nói vậy có một số người á, người ta đi làm, người ta luôn đặt cho mình một cái mục đích là thí dụ năm nay thì phải lên trưởng phòng hay là năm sau phải lên giám đốc gì đó. Còn nếu mà khi mà hỏi mình á, theo dạng mà không có dạng tham lam mình muốn lên chức vậy á, thì có một số người nếu mà hỏi là ôi tôi không có muốn làm vậy nữa thì người ta nhìn vào người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ nói là con người sống mà biết chỉ biết an phận thôi mà không có mục tiêu để mà phấn đấu trong cuộc đời á thầy. Thì theo như vậy thì sao? Cái quan trọng ở chỗ là mình có làm được chuyện gì cho cuộc đời hay không, chứ không phải là mình có lên chức gì hay không. Không có chức gì cả càng tốt. Bởi vì bây giờ như hồi nãy thầy nói đó, lên làm chức vụ chức này rồi kia, rồi còn bị cái này cái kia đủ thứ hết đó. Chính họ mới là cái người tự rước lấy cái khổ. Còn mình chỉ sống với năng lực của mình. Mình làm được gì thì mình làm cống hiến được nhường gì cho đời thì mình làm. Mình không cần đòi hỏi bất kỳ một chức vụ gì cả. Thì như vậy á, tại sao mình lại không đo lường mình bằng chính cái khả năng của mình, hay là bằng chính cái tâm lực, cái năng lực của mình, mà lại đo lường bằng những cái chức vụ hay là những cái này cái kia. Nhưng mà có một cái anh chàng, có cái anh chàng đó là khi mới giải phóng á, thì anh là một Phật tử, anh là huynh trưởng một gia đình Phật tử. Thì cái cậu bạn cũng là một huynh trưởng một gia đình Phật tử. Thì là cả hai người đều là lúc đó kêu gọi đi thanh niên xung phong, thì cả hai người đều cùng đi. Thì một anh á thì lại anh nghĩ rằng là tội gì mà mình lại đi phục vụ. Cái anh kia nghĩ vậy. Còn cái anh đó thì cứ hễ mà giao việc gì thì anh cứ làm thôi. Hễ giao việc gì thì anh làm cái gì, mà bởi vì đi thanh niên xung phong là làm lợi ích cho đồng bào. Cho nên thấy làm cái gì việc gì mà lợi ích đồng bào là anh cứ làm. Chứ anh không có nói phục vụ ai cả. Anh chỉ phục vụ đồng bào và anh làm hết lương tâm mình thôi. Thì á, mấy tháng sau á, là anh lên làm là đội trưởng, rồi đoàn trưởng, rồi cái gì gì đó. Nó cứ lên chức hoài. Thì cái cậu kia mới cằn nhằn. Cậu nói, mày sao mà mày chưa gì mày mau quá vậy? Nó cằn nhằn cậu kia. Nó tao đâu có gì đâu. Tao chỉ làm hết khả năng của mình để phục vụ thôi. Chứ đâu có gì đâu. Còn cái chức vụ đó là tự nhiên người ta thấy cái năng lực của mình người ta đưa lên. Cho nên anh có chức vụ mà anh cũng cần bây giờ bỏ chức vụ của anh chẳng có quan trọng gì cả. Anh chỉ quan trọng là làm cái công việc của mình thôi. Hình như trong trang web đó, nó có một câu chuyện như thế này, là có cái anh đó là anh đã bị, tức là anh vô làm trong cái sở đó thì anh bị giao toàn là những cái việc mà khó khăn không à. Thì anh làm hết. Anh cứ hệ việc nào khó khăn là anh làm, việc nào khó khăn anh làm, giao việc gì anh làm việc đó. Cho anh cần chức vụ gì hết á. Thì đến khi cái ông giám đốc á, ông mới xuống, ông mới điều tra, ông nói tại sao mà cái công việc của cái công ty càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Anh mới tìm ra cái nguyên nhân thì mới biết rằng là do cái ông này ông làm hết tất cả mọi chuyện, giao ông việc gì là ông làm hết. Cho nên bây giờ sổ sách tất cả mọi cái là đều đàng hoàng hết trơn. Ông mới là hạ cái ông kia xuống và đưa ông này lên làm cái chức đó. Tại vì ông này mới thực sự có khả năng. Chứ còn cái ông kia là ông ngồi đó là ông chỉ tay năm ngón rồi ông. Đó. Cho nên á, cái chức vụ của mình á, nó phải phù hợp với cái tấm lòng của mình, phù hợp với cái khả năng của mình, chứ không phải là tham vọng mà có. Rồi, hết giờ, lần sau.
hồi nãy sư ông giảng là cái chỗ sự tương giao là tánh biết thấy pháp đó sư ông, thì con thấy là có phải là giống như là con thấy giờ thì con người thì thực ra cũng chẳng khác cái cây gì hết, thì con thấy cái cây thì nó, thì ví dụ như mà nó cần phải phát triển lên đó, thì nó biết là nó tự sẽ đâm rễ xuống dưới đất rồi xong rồi tự nó hút nước lên rồi tự nó phát triển thôi. Thì con thấy con người của mình thì cái tánh biết nó cũng sẽ tự như vậy, đúng không sư ông? Ừ, đúng vậy. Đừng nói là mình, đừng nói là mình mà là cây cỏ thôi. Bây giờ mình có một cái cửa sổ bên này với một cái cửa sổ bên này, mình mới muốn trang trí, mình mới trồng đây một cái cây, trồng bên đó một cái cây. Thì bởi vì á, cái cây bên này á thì nó đón ánh sáng ở phía này, cho nên khi nó phát triển là tự động nó phát triển ra ngã đó. Tức là cái sự tương giao nó tự động, tương giao là một sự tự động. Còn bên này này thì nó tự động lại là cũng hai cây cũng mua giống nhau, hai cây cũng mua giống nhau là họ làm giống nhau. Mà khi mình bỏ bên này rồi á, một thời gian là nó tự động nó nghiêng về phía bên này. Còn cái cây bên này á thì tự động nghiêng về phía bên này. Bây giờ nếu mà hai đứa này đó, nếu mà hai đứa này á mà nó có nó tạo mối quan hệ đó thì nó mới là nói như thế này. Bây giờ anh là phải nhìn về phía tôi, còn tôi sẽ nhìn về phía anh, thì khi đó chúng ta mới là có một mối quan hệ tốt, mới chúng ta mới là bạn bè. Mà có làm được đâu, bởi vì anh nắng ngoài kia thì tự nhiên nó phải ra ngoài kia, bên này anh nắng ngoài này thì nó tự động ra ngoài này. Mà bây giờ hai anh này bắt đầu có cái bạn ngã rồi thì đòi là hai anh là phải ngã về phía bên nào cũng phải ngã về với nhau để mà tức là đặt điều kiện quan hệ. Nhưng mà hai anh này chỉ có chịu khổ thôi chứ không có cách nào làm được bởi vì trong luật tự nhiên nó không có chuyện đó. Mà anh đi ngược lại cái luật tự nhiên là anh tự hại mình, cho nên là nói là thuần thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Cái thiên ở đây tức là thiên nhiên, tự nhiên. Bây giờ mình đi ngược lại với tự nhiên thì anh phải đau khổ thôi. Cho nên nhiều khi trong cái xã hội chúng ta tạo một mối cái quan hệ, bắt người này phải thế này, người kia phải thế kia, chồng phải thế này, vợ phải kia, đủ thứ, mà là không thực sự tương giao với nhau. Nếu thực sự tương giao là khác. Thực sự tương giao thì người ta sẽ quan tâm, hoặc là người ta sẽ tùy theo cái chuyện tự nhiên thôi, để người ta biết là giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cái sự tương giao tự nhiên. Nhưng mà quan hệ thì tự nhiên phải đặt ra phải thế này thế kia, lạ lùng á. Cho nên á, cái cuộc đời nó mới tạo ra những cái đau khổ. Nhưng mà nếu á, nếu cái mối quan hệ đó mà được học từ cái sự tương giao, nếu mà thực sự hiểu ra được cái sự tương giao, tức là hiểu ra được bản chất thật của pháp, thì lúc đó dù hai người có mối quan hệ, nhưng mà mối quan hệ đó là tùy duyên thuần pháp, có nghĩa là vẫn là đặt cái sự tương giao là chính, chứ không phải là đặt trên những điều kiện là chính. À, nó là đại khái là như vậy. Thì đương nhiên là sống với nhau thì phải có mối quan hệ thôi, nhưng mà mối quan hệ đó nó phải là tùy duyên thuần pháp, cho nên người ta gọi là thuần thiên lập mệnh. Nói theo đạo Nho đó, thuần thiên lập mệnh, thuần thiên đó thuần theo cái sự tương giao tự nhiên để mà sống với nhau. Mà sống với nhau tất nhiên là đã có quan hệ như vậy á, thì mối quan hệ này nó phải thiết lập trên sự tương giao thì mới được. Còn nếu người này đặt ra điều kiện này, người kia đặt ra điều kiện kia, thì sẽ có mâu thuẫn và có phiền não khổ đau. Có ai hỏi gì nữa? Thầy cho con hỏi là nãy giờ thầy nói rất nhiều về pháp, nhưng mà con chưa biết pháp là cái gì thầy. Pháp gồm 18 lĩnh vực. Pháp á gồm 18 lĩnh vực, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là 6 lĩnh vực ở bên trong. Sắc, thân, hương, vị, xúc,
pháp là sáu lĩnh vực ở bên ngoài. Khi sáu lĩnh vực này nó tương giao với nhau thì nó có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng tại vì cái bản ngã là không muốn tương giao mà muốn có mối quan hệ, cho nên á, tôi phải thấy cái này, tôi phải nghe cái kia mới là vừa ý tôi, cho nên bản ngã là đau khổ. Đó. Còn pháp là 18 cái đó. Pháp là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, và thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm và biết. 18 cái đó gọi là trong Phật giáo gọi là 18 giới, hay là 18 cái yếu tố, 18 cái tính chất mà nó có sự tương giao với nhau. Nó luôn có sự tương giao vận hành với nhau và tạo ra sự sống vô cùng. Cho nên mỗi người là mỗi khác. Mỗi người cứ theo cái mà cái sự sống của mình để mà nhận ra. Chứ đừng có cái ổi, đừng muốn thành cái cam. Cái cam đừng muốn thành cái chanh gì hết á. Cứ là cái cam thì cứ là cái cam đi, cái ổi thì cứ là cái ổi đi. Thì sẽ là cống hiến cho đời một cái vẻ đẹp toàn diện. Còn mình á, khi mình tu đó, mình tu luyện á, là đã muốn cái cam trở thành cái ổi. Hay là ít nhất là cái cam mới có 3 tháng mà giờ muốn thành cái cam 3 năm. 3 tháng là cứ lo làm chuyện 3 tháng đi. Rồi chừng nào tới 3 năm rồi lúc đó nó sẽ ra trái ra hoa gì đó, lúc đó chuyện đó là chuyện đó, chuyện của pháp. Chuyện của pháp tức là chuyện của cái sự vận hành tương giao đó. Còn chuyện của mình, chuyện mà mình cho là mình muốn đó là các bạn ngã khởi lên và tạo mối quan hệ. Đó. Cho nên á, cái tạo mối quan hệ đó là tạo mối quan hệ chủ quan và đưa đến phiền não khổ đau. Còn pháp á, nói thì nói 18 nhưng mà thực ra sắc là vô số những cái gì mà có hình tướng, có màu sắc, có âm thanh, có này đó, tức là cái gì mà mình có thể là thấy được, cái gì mình thấy được này, nghe được, ngửi được, nếm được, sờ được, biết được, cái đó đều là pháp. Và cái mà thấy, nghe, biết đó cũng là pháp. Và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là pháp. Tất cả cái đó tôi gọi chúng là vàng pháp. Vàng pháp là vô cùng trời đất. Rồi, có ai hỏi nữa? Dạ, xin phép sư cho con hỏi một câu. Nếu như mà chúng ta sẽ sống theo cái sự vận hành của tâm mà nó mình không chen cái ta vào, vậy thì mình có cái gì để mà mình chế định được cái tâm không ạ? Chế định là sao? Dạ, thưa sư, ví dụ như bây giờ, ví dụ như con đi là làm một công việc nào đó, ở một cái xưởng A chẳng hạn, ví dụ như tới cái giờ đó thì tới giờ con đi làm, nhưng mà nếu như mà mình để theo cái sự vận hành của cái tâm mình, nếu như mà cái tâm lúc đó mình không muốn đi làm thì mình để cho cái tâm nó trôi theo cái việc là không đi làm, vậy thì nó cũng không được, vậy thì mình sẽ xử như thế nào? Cái này á là câu hỏi hay đó, chứ không phải là câu hỏi dở đâu. Bởi vì như thế này, thực ra đó, bây giờ mình đang ở trong cái mối quan hệ rồi. Tất cả chúng ta bây giờ đã tự nhiên là thiết lập với nhau toàn là mối quan hệ không? Phải không? Đúng cái chuyện gì là mình lập mối quan hệ đó. Do đó bây giờ đó, con người mình đã lỡ ở trong mối quan hệ rồi. Thì cái mối quan hệ này đó, người ta gọi là tục đế. Theo Đạo Phật gọi là tục đế, tức là cái này là do con người đặt ra. Bây giờ đặt người đặt ra đáng chịu thôi chứ sao giờ. Thì lỡ đặt ra rồi thì giờ đáng chịu thôi. Nhưng bây giờ cũng được, bây giờ đã lỡ trong mối quan hệ đó rồi thì 8 giờ là phải đúng, phải vào sở, hay là 7 giờ gì đó, 7 giờ là phải vào sở, phải làm hết một số công việc đó, phải thế này, phải thế kia. Tức là bây giờ mình đang ở trong một hợp đồng của mối quan hệ, không còn tương giao nữa. Tức là anh làm anh lãnh lương chừng đó, tôi làm tôi lãnh lương chừng này,
mọi người đâu đó là theo cái quy định chung của tất cả chúng ta quy định lại với nhau. Như vậy á thì nó sẽ là tùy thuộc vào mối quan hệ đó tương đối đúng hay là sai. Nếu mối quan hệ đó sai, mình đã nhập vào cái mối quan hệ sai đó thì mình phải chịu khổ thôi. Nếu như mối quan hệ đó đúng, tức là đúng tức là như thế nào, mặc dù cũng bạn ngã cũng có mối quan hệ, nhưng mà mối quan hệ đó lại là cái người mà biết điều chỉnh nhận thức và hành vi này, thì người ta sẽ cùng làm việc như vậy, nhưng mà người ta sẽ tùy thuận theo cái công việc đó, tùy thuận theo trong đó. Nhưng mà cái người giác ngộ đó, ví dụ bây giờ thầy ví dụ đi, là tất cả những người đó đều giác ngộ, thì lúc đó đó, mặc dù ở trong mối quan hệ đặt ra, người ta vẫn là làm việc tông sự tương giao. Tức là tôi không có kèn cửa với anh, tôi không có là chèn ép anh gì cả. Tức là anh làm theo năng lực của anh, tôi làm theo năng lực của tôi. À, và tự đồng sẽ hỗ trợ cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Anh mệt thì tôi làm giùm anh, mai tôi mệt thì anh làm giùm lại. Thì lúc đó nó sẽ là trở lại với là cái sự tương giao. Cho nó không phải đặt, nó vẫn không còn là cái mối quan hệ nữa. Có thể là chúng ta vẫn đang ở trong mối quan hệ, tức là trong ở trung tục đế. Nhưng khi nếu như chúng ta biết cách, tức là trở về lại với cái thân tâm thực sự của mình, tức là chánh niệm tỉnh giác, trở về với thực sự sống trung thực với cái thân tâm của mình, thì lúc đó đó mình sẽ làm tốt nhất và sẽ phục hồi lại được cái sự tương giao, chứ không phải chỉ là những cái quan hệ khô khan và đầy cả ước định, mà là thực sự lúc đó vẫn có thể sống chung với nhau với tình người. Vậy thì bây giờ đã quy định ra là 7 giờ có mặt ở xưởng, mặt đường á thì lại tình hình là đường kẹt xe, vì vậy á không phải là đi 6 giờ mà được, phải đôi lúc phải 5 giờ mới lo đi cho rồi thì chẳng thôi là kẹt xe, thì cái đó 7 giờ mới tới. Thì đó cũng tùy theo cái điều kiện khách quan mà mình phải tự điều chỉnh. Trong đó vẫn có thể trong cái mà người ta quy định thì vẫn có thể là điều chỉnh nhận thức và hành vi được, chẳng phải là không điều chỉnh nhận thức và hành vi được. Tuy nhiên mình phải thấy ra được thêm sâu xa hơn nữa là mình biết rằng là cái này là cái tục đế thôi, tức là cái này chỉ là cái quy định của xã hội hay là của cái một nhóm người hay của gia đình hay là của cái gì đó. Thì ở đời người ta quy định như vậy thì mình cũng làm như vậy. Nhưng mà nếu hai vợ chồng mà sống với nhau mà thực sự thương yêu nhau thì sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó người ta sẽ sống với sự tương giao chứ không phải là sống với mối quan hệ. Thì trong sở làm cũng vậy, giữa giám đốc và nhân viên có thể là cư xử với nhau bằng cái sự tương giao chứ không phải là mối quan hệ. Thì cái điều này là điều này đòi hỏi cái nhận thức của mình về pháp. Tức là nếu bạn ngạo nặng hơn, nhiều hơn thì chắc chắn là mối quan hệ sẽ là nặng hơn. Còn nếu như mà vô ngã được chừng nào thì là cái mối quan hệ nó sẽ càng nhẹ đi. Cho nên đó, ví dụ như bây giờ trong chùa đó thì Đức Phật vẫn có đặt ra giới luật. Nhưng mà những người giác ngộ rồi đó, thì họ sẽ tuân theo cái giới luật đó một cách rất tự do tự tại, không có thấy gì ràng buộc hết. Nhưng mà một người có thể là xem giới luật là một ràng buộc. Có người khác thì xem lấy luật như là một cái trang bị để cho bản ngã mình đẹp ra, cho nó mình oai hơn, mình có giới đức này nọ. Thành ra tùy theo cái nhận thức của mình mà những cái mà chế định ở giữa đời này đó vẫn có thể biến thành ra là thực tánh được. Tức là có thể vẫn biến cái mối quan hệ trở thành là sự tương giao được. Thì cái đó chính là tu hành đó. Cái tu hành nó nằm trong đó đó, chứ không phải tu hành là nó nằm ở trong chỗ rèn luyện để đạt được cái này cái kia, mà điều chỉnh ngay trong đó đó. Ngày hôm nay mình đi làm thì có một sự xung đột với một người bạn hoặc là của cái ông giám đốc, thì lúc đó mình mới là nếu mình biết nhận thức lại mình á thì mình sẽ tự điều chỉnh được.
điều chỉnh, ít nhất là cũng điều chỉnh được cái mối quan hệ đó tốt đẹp hơn. Còn nếu mà cao hơn nữa, nếu là một người giác ngộ nữa, thì người ta làm tất cả mọi cái chuyện trong cuộc sống này vẫn ung dung tự tại, tức là người ta không bị ràng buộc vào những cái đó. Mặc dù những cái đó nó vẫn là những quy định của thế gian, nhưng mà người ta không bị kẹt vào cái đó, vì người ta cho là chứ ở thì nói tôi đi bên phải, qua nước kia biểu đi bên trái thì mình cứ đi bên trái chứ đâu có sao đó. Tức là họ càng thấy ra được pháp á, thấy ra sự thật á, thì họ càng uyển chuyển tự nhiên, cho nên quy định sao cũng chẳng sao, cũng chẳng làm mất cái tự do tự tại gì của mình được. Có ai hỏi nữa? Mô Phật, bạch thầy cho con hỏi, có người hay nói câu là pháp là đối tượng của tâm, mà khi trước thì con không có hiểu rõ, nhưng mà từ khi học thầy chỉ rằng phải quay về với chính mình, tâm là đối tượng, thì giờ con cũng chưa có rõ cái đó lắm, mong thầy giải thích cho con tại sao pháp là đối tượng của tâm. Pháp là đối tượng của tâm thì tức là cái tánh biết của mình là mình có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra qua mắt thấy tai nghe, qua ý thức, cái gì mình cũng biết hết đó. Thì thường thường có nhiều người là họ bị kẹt vô trong, họ tưởng đâu là cái tâm là chỉ là ý thức thôi, cho nên họ cố gắng để mà ý thức cho miên mật, nhưng mà thực ra cái tánh biết nó biết cả cái ý thức đó nữa. Cái tánh biết là nó biết cả cái ý thức. Có thể lần sau thầy sẽ nói cái đó, thầy sẽ nói tánh biết nó sẽ nhận thức ra được cái gì. Thì nói chung là tất cả đối tượng, tất cả mọi thứ trên đời này đều là đối tượng của tâm hết, kể cả chính nó, kể cả chính tâm. Tức là bây giờ khi mình biết, mình cũng biết là mình đang biết rồi luôn. Cho nên tất cả đối tượng, kể cả chính nó, đều là đối tượng của tâm. Cho nên thầy mới gọi cái tâm, thay vì gọi tâm thì thầy gọi tánh biết, vì đó là cái bản chất của tâm. Cho nên mình nói tâm cũng được, mà mình nói tánh biết thì tuy là khi mình nói tánh biết là nó hẹp hơn, khi nói cái tâm là nó rộng hơn, nhưng mà khi mình nói tánh biết thì nó nổi bật lên cái chuyện là tánh biết thấy pháp. Mà trong biết, trong nói chung là thế này, trong tánh biết thấy pháp không có cái ta xen vào thì là không có đau khổ, đó là vậy đó. Mà nếu có cái ta xen vào, đặt điều kiện này điều kiện kia, tạo ra mối quan hệ, thì sẽ là càng tạo ra nhiều mối quan hệ, càng tạo ra nhiều điều kiện chừng nào thì càng bị trói buộc chừng đó. Thế nên mình phải hiểu cái chữ trói buộc là gì. Trói buộc chính là mình tạo ra những cái mối quan hệ đó, hay tạo ra những cái điều kiện đó. Ai hỏi tiếp? Kính bạch thầy, cho con hỏi cũng những cái câu nói thầy nói với chúng con, nhưng Phật khi nói với mọi người ấy, mọi người đắc đạo, còn chúng con thì vẫn chơ chơ. Là một, thứ hai nữa là bản ngã là vô minh, ta tu theo mà trên cái bản ngã đó, đôi khi không đạt kết quả thì ta nói bản ngã là lừa gạt. Nhưng mà bản ngã vô minh thì làm sao lừa gạt được? Hay một là ta hiểu lầm nó, hai là nó lừa gạt, thì cái ý nào đúng ạ? Bây giờ mình không lý luận, mình chỉ thấy thôi. Mình chỉ thấy, mình thấy cái ta nó hoạt động như thế nào, cái ảo tưởng đó, cái ta thực ra nó là một ảo tưởng, thì mình phải quan sát để thấy cái ảo tưởng nó phát xuống thế nào. Thí dụ bây giờ nói thế này cho dễ hiểu. Bây giờ có một người họ vô họ chửi mình, thì nếu mà chỉ có trong cái nghe, chỉ có nghe đó, bây giờ mình trở lại cái câu mà Đức Phật nói, trong cái nghe chỉ có nghe, thì chỉ có nghe cái âm thanh phát ra từ cái người đó, cái chửi đó thôi, thì mình chỉ nghe thôi, trong nghe chỉ có nghe. Rồi mình nhìn thấy thì người đó là đang thế nào đó, thì tức là trong thấy chỉ có thấy, đại khái như vậy, và không có một cái ta khởi lên, thì lúc đó không có giận, không có buồn, không có phiền gì cả, cho nên không có đau khổ, nó là vậy thôi. Chứ còn giờ mình không biết, mình cũng không biết là không cần phải giải thích là cái ta là cái gì, nó ở đâu hay sao,
mà chỉ cần là mình thấy được cái trường đó, mình thấy được cái trường đó, thôi bây giờ cái ta nó khởi lên, mà mình nhận ra được rằng là mình đó chỉ là cái ảo tưởng, đó chỉ là cái ta nó phản ứng. Giả sử như khi mình nhận ra được cái điều đó, và mình nhận ra được là mắt chỉ là mắt, tai là chỉ là tai, đại khái như vậy, thì lúc đó đó mình sẽ là loại được cái ta nó ra ngoài, và lúc đó mình sẽ lắng nghe trở lại, mình vẫn nghe trở lại. Cho nên có người á, ban đầu thì khởi lên, tại vì nó là cái tập khí, cho nên ban đầu thì khi dồi vào một cái thì cái ta nó lập tức nó nhảy ra một cái, vì nó ta nó tạo thành thói quen quá lâu rồi, nó nhảy ra. Nhưng mà nếu mà mình nhận thức lại được, tức là nhận thức đúng và điều chỉnh hành vi này, khi mình nhận thức ra được là có cái ta đang nhảy ra để điều khiển thế này cái kia gì đó, thì tự nhiên là cái ta đó nó không có hoàn thành được nữa, thì mình sẽ là hạ được cái cơn sân đó đi, hạ được cái tự ái đó đi, thì tự nhiên thì nó không có khổ. Thì mình chỉ nói trên thực tế thôi, cho mình đừng có lý luận gì cả, mình đừng có hỏi là tại sao mà lửa là ở đâu mà ra, mình không cần phải hỏi như vậy, mà mình chỉ cần bật quẹt và thấy có lửa là được, mà mình biết cách để mà mình sử dụng lúc nào cần lửa là mình bật ra được là được, cho mình cũng cần biết là lửa ở đâu mà ra. Cho nên á, pháp bây giờ mình cũng biết là pháp ở đâu mà ra, tự nhiên mình sinh ra có mắt chứ đâu biết, giờ mình mà ngồi mình hỏi mắt từ đâu mà ra là không biết đâu mà trả lời. nhưng mà nó có mắt thì mình đang sử dụng cái mắt đó như thế nào đó, và trong cái mà mắt thấy đó, tai nghe đó thì khi có bạn ngạ, có tham sân si, có vô minh ái dục thì nó đau khổ như thế nào. Nhưng mà khi mình đã nhận ra được á, thì tức là không còn vô minh nữa. Nếu mình chạy theo nó thì mình vô minh, nhưng mà bây giờ mình lại nhận ra được là cái ta nó khởi lên thế nào, nó phản ứng thế nào, nó đau khổ thế nào, mình thấy ra được. Ban đầu mình chỉ thấy thôi, chứ còn đau khổ vẫn cứ đau khổ thôi. Nhưng mà dần dần á, khi mình thấy ra được rõ ràng rồi á, tức là nó cái quy trình thấy nó như thế này. Ban đầu cái ta nó khởi lên quá trời rồi, nó lôi mình đi mà đau khổ, mất ngủ, mất ăn đủ thứ rồi. Sau đó nó đau khổ mới thôi lần sau mình bớt một chút. Ví dụ vậy đấy. Thì lần sau người ta chữa thì mình còn là bớt cái ta đó đi được một chút. Rồi dần dần á, là khi người ta chữa mà mình đã chánh niệm tỉnh giác từ trước rồi, cho nên cái ta nó không khởi lên được. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác á, nó là chánh niệm tỉnh giác trong mọi thời kỳ, tức là khi cái ta đang khởi lên rồi làm hung dữ đó, mà nếu mà mình vẫn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình vẫn biết cái ta hay là cái điều kiện hiện tại đó, tức gọi là thực tại, thầy gọi là thực tại đó, tức là cái thực, mình thấy rõ cái thực tại đó như thế nào, thì lần sau nó sẽ bớt lại chút. Rồi cứ lần sau lại cũng cứ thấy, hay nó khởi lên sao mình vẫn cứ thấy, rồi là thấy rồi á thì nó lại bớt lại một chút, cho đến khi á nó bớt lại đến cái lúc mà nó chưa sinh, tức là khi nghe đó mà mình biết rõ rằng là mình chỉ nghe thôi chứ cái ta không sinh lên, lúc đó người ta gọi là đạt được vô sinh. Đạt được vô sinh nghĩa là sao? Vô sinh đó là cái ta không còn khởi lên nữa. Bây giờ chỉ có trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, chứ không có cái ta khởi lên nữa. Thế còn ban đầu cái ta nó khởi lên thì mình chỉ thấy thôi, nó thấy làm sao thì mình cứ thấy vậy thôi. Chứ đừng có làm gì hết, bởi vì thực ra đó mình tranh đấu để mà dẹp cái ta đó thì lại chính là một cái ta khác tranh đấu để dẹp cái ta đó. Cho nên mình chỉ có lặng lẽ để thấy nó thôi. Thì cái lặng lẽ thấy đó thì lúc đó là tánh biết thấy, chứ không phải là cái ta thấy. Đó, thiền là vậy nè, thiền tức là để tánh biết thấy, chứ không phải là để cái ta thấy. Cái ta thấy rồi cái ta lại muốn dẹp cái ta kia, thành ra hai cái ta đánh nhau thêm thêm nhiều cái ta ra. Mà nhớ rằng á là mình không cần phải lý giải lý luận gì hết trơn á, tức là mình cứ thấy trên cái thực á, thấy cái sự sinh diệt làm sao, thấy nó hoạt động sao, là mình cứ thấy vậy thôi, không cần phải lý luận giải thích gì cho mệt về chuyện đó, để pháp làm chuyện đó mình cũng cần làm. Hết giờ.
Bạch thầy, con trở lại cái ví dụ, cái câu chuyện hồi đấy mà thầy nói là cái cô, cái chị mà chị may mà chị bị đau khổ, thì thầy chỉ thì đương nhiên là cứu chị rồi, nhưng y không có nói là chị đau khổ vì chị nghĩ rằng là mình là vợ, mà trước đây mình lo đủ hết mọi việc, bây giờ nghĩa là mình là cái người mà tạo kinh tế cho gia đình, mà bây giờ là bị ông về ông phá như vậy, thì chị nghĩ vậy cơ, chị phải buộc, tức là chị nghĩa là muốn là phải người chồng phải như thế này, mà người chồng không được như vậy chị đau khổ. Thì cái vấn đề mà chị thầy chỉ thẳng là vấn đề là coi như chị làm bất cứ việc gì chú tâm vào thì không nghĩ cái sự khổ kéo dài thì nó không khổ. Nhưng mà ý ở đây có Phật tử muốn hỏi là cái vấn đề mà cái người chồng á, thì chị đó nghĩa là bây giờ chị đó thì có thể là thầy cứu được rồi, nhưng mà nếu mà chị muốn cứu người chồng và người chồng làm như thế nào thì con xin thầy. Cái đó là tạo mối quan hệ rồi đó. bây giờ mình phải trở về cái tương giao trước cái đã. Còn á, cái chuyện mà khi mà tương giao rồi, khi mà mình thông suốt được vấn đề rồi á, thì khi đó nó tự động nó chuyển hóa. Thế còn bây giờ mình là khi mình muốn cái người kia phải thế này thế kia đó, tức là đã tạo mối quan hệ rồi. Ha, có thấy ra điều đó không? Đó. Thế thì trước hết đó là mình phải quan sát mình, quan sát cái người đó để mới thông, để mới hiểu ra được tất cả mọi vấn đề. Thiền là vậy đó, chứ không phải thiền là mình ngồi một chỗ mà thiền. Chính là quan sát tất cả mọi cái đó mà thấy ra được vấn đề, đó là thiền á. Thiền là để mình thấy ra được cái mọi sự kiện nó diễn biến thực là thế nào, và cái gì là cái giả ở trong đó, cái gì là cái giả ở trong đó mà nó tạo ra đau khổ, còn cái gì là cái thực ở trong đó. Thế còn bây giờ này, bây giờ mình nói thêm một chuyện nữa. Thí dụ như bây giờ cái chị này là cái nghiệp của chị như vậy. Dạ thì cái kiếp trước là chị cũng đi uống rượu, cho nên bà chị lấy tiền của ông để đi uống rượu rồi, cho nên bây giờ ông đi lấy tiền lại uống rượu, nó chơi thôi, nhưng mà đều á. Dạ thì như vậy á, thì bây giờ cái quan trọng đó là mình cứ làm tròn vẹn cái để mà thông suốt ra được mình là cái chính cái đã. Còn cái đó là cái nghiệp gì hay là nó như thế nào đó, cái đó là khoáng cái đã. Khi nào mà mình thông suốt được rồi là tự động mình sẽ giúp được người khác. Mà lúc giúp đó cũng sẽ giúp trong cái sự tương giao, chứ không phải là trong mối quan hệ. Tức là không phải là do điều kiện tôi là vợ mà anh là chồng cho nên phải thế này thế kia, không phải như vậy. Mà lúc đó có thể là một sự cảm thông, một tình người. Ví dụ như chị này á, chị thương người chồng hồi xưa đó là đi làm đem tiền về nuôi cả gia đình, bây giờ là không làm được gì cả, anh đau khổ như vậy, cho nên cũng cảm thông cho anh cái chuyện mà anh phải đi như vậy, đó là một cái thương. Nếu như người vợ thực sự thương yêu người chồng thì có lẽ là không có đau khổ, nhưng mà tại vì cái bản ngã xen vào, cho nên á chỉ có cái yêu ghét trong mối quan hệ, cái tình yêu thương trong sự tương giao nó khác với là cái sự yêu thương trong mối quan hệ. Quý vị xem đó là một đề tài thiền đi, để về mà quan sát lại xem. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Con thì có hiểu đạo mà có hiểu sư ông giảng, nhưng mà chưa thấy mình làm được ạ. Chẳng hạn ở nhà là ví dụ người giúp việc mà tỏ ra oai hơn hay là khó chịu hơn hay là cái sắp đặt theo cái công việc mình phải theo chịu theo cái người giúp việc, thì con vẫn có cái khó chịu, con không có nhịn được. Vâng. Với lại cả những cái tác động bên ngoài con không có chịu nhường nhiều, tức là con nhường nhịn một vài công việc ấy, một vài chuyện hoặc một vài ngày hoặc tới một hai tháng con chịu không nổi nữa thì con phải nói. Con nói ra là con bảo là đây là tôi muốn nói để cho mọi người, cho chị hiểu được cái vấn đề này. Còn nếu tôi không thương chị thì tôi cho chị nghỉ việc luôn, tôi tìm người khác hợp ý tôi hơn. À, thì như vậy là tức là cái sự kiện nó xảy ra như thế nào á, thì con chỉ cần là thấy như vậy thôi.
và con thấy được cái sự việc xảy ra, con thấy được cái tâm lý của con như thế nào đối với cái sự việc đó, và con đã làm như thế nào, con đã phản ứng như thế nào, xử sự như thế nào, thì con chỉ cần thấy ra hết tất cả những cái đó. Khi con thấy ra được tất cả những cái đó thì con sẽ điều chỉnh. Thí dụ như trong cách ứng xử như thế nào đó, ví dụ mình tức quá cái mình nạt nộ. Nạt nộ thì có thể nó sợ, nhưng mà sau nó trả thù mình, nó làm cái gì sai đi, thí dụ như vậy. Do đó đó, mình cứ quan sát như vậy rồi mình thấy ra. Mình thấy ra rồi thì mình điều chỉnh cái cách xử sự của mình. À, điều chỉnh cái tình cảm của mình đối với cái việc đó. Chứ còn là thầy không đưa ra cho con là phải làm thế này, phải làm thế kia. Mà công việc của con là phải quan sát lại mình, quan sát lại mọi sự việc. À, khi con thấy ra rồi á thì sẽ có một sự tự động điều chỉnh, bởi vì bên trong con á, cái tánh biết của con biết hết trơn á. Cho nên á, mình chỉ cần mà quan sát lại thôi thì nó sẽ thấy ra mọi vấn đề. Coi thấy vấn đề á, thì con sẽ tự biết điều chỉnh cái khâu nào mà trong đó nó đã sai đi, sai trong nhận thức và sai trong hành vi. À, thì á, cái mà mình gọi là tu tập á, thực ra không phải là rèn luyện để trở thành, mà là để điều chỉnh những cái sai lầm vậy thôi. Nhưng mà sai lầm là tốt, không sao. Sai lầm thì khi đó mình mới thấy ra mình mới điều chỉnh, chứ không thể nào mà con bắt con phải là không sai lầm ngay từ đầu được. Cho nên á, trong điều kiện của mình thì mình có sai lầm bao nhiêu thì mình cứ thấy ra. Cái đó thì con cứ quan sát, rồi con cứ tức là tự động con sẽ thấy ra cái cách để mà điều chỉnh lại. Chứ con cũng không cần phải theo một cái gì nhất định hết á. Tức là con đừng có đưa ra một cái gì nhất định hết á, mà cứ trên tình hình thực tế mà quan sát ra rồi tự động điều chỉnh. Con thấy nó kéo dài một thời gian rồi, con muốn thay đổi. Thì thay đổi cũng vẫn được, tức là cái đó tùy con thôi. Con muốn thay đổi cứ thay đổi không sao hết cái đó. Nhưng mà cái quan trọng không phải là hiệu quả, mà quan trọng là cái sự nhận thức của con về cuộc sống nó đúng hơn. Chứ có nhiều cái trong cuộc sống này đó là có hiệu quả cũng tốt, nhưng mà có nhiều khi trong cuộc sống là không phải là mình đo lường cái thành công của mình bằng hiệu quả, mà là cái nhận thức của mình nó có rõ hơn về cuộc sống hay không, nhận thức về bản thân mình rõ hơn hay không, chứ không phải là mình làm được cái việc đó thành công hay không thành công. Có khi thất bại nhưng mà mình là thấy ra nhiều hơn là mình thành công không có. Cho nên cái đó không quan trọng. Dạ thưa ngài, con không có thể hình dung ra nổi cái chúng sanh này mà không có cái ngã ở trong đó là thứ nhất. Và cái thứ nhì đó, nếu mà con sống theo cái phía bên này nè, nếu mà con sống theo cái thực tánh ở phía bên đây đó, thì cái chúng sanh này nó có hòa mình vào với lại những chúng sanh khác, hoặc là nó có gần gũi với lại những cái loài vật khác ở trên cái cuộc đời này không, hay là con cô lập hơn? Tại vì con đã sống quá quen với lại cái ngã rồi. Mấy hôm nay là chị Phật tử này á, như chị ở bên Canada, chị ở Canada, chị có về Việt Nam và có đến đây nghe thầy giảng mấy lần. Thầy có một cái nhận xét thế này, là có lẽ là chị bị một cái ấn tượng mà bây giờ chị sống thiếu hòa hợp với người khác, mà cái đó là do chị chứ không phải là do người khác. Ví dụ như ở đây tới giờ tụng kinh buổi sáng thì chị cứ lên tụng kinh thôi chứ đâu có sao đâu. Nếu mình tụng kinh không được thì mình chỉ ngồi nghe. Rồi tới cái giờ mà sau khi xong rồi tụng kinh xong rồi về, thì giới này là mấy chú giới tự, mấy người mà ở lại công quả đó thì ra quét dọn đồ ngoài ngoài đấy, thì chị ra làm.
tức là mình phải sống hòa hợp với mọi người đó. Ai làm gì mình làm đấy, chứ đừng có một cái chủ đình riêng của mình. Có thể là chị sống với một chủ đình gì đó không biết, nhưng mà cái chủ đình đó, nó làm cho mình cách biệt với người khác. Ví dụ mình có một cái quan niệm sống gì đó, cái quan niệm sống mình phải là sống thanh tịnh, nên là mình phải sống là gì gì đó, nói cho đại khái vậy. Thì chính cái đó đôi lúc nó làm trở ngại mọi thứ. Thế còn thầy á, mặc dù công việc thầy làm, nhưng mà có người nói có khách là thầy xuống liền. Rồi có khi là họ ngồi họ hỏi đào 2-3 tiếng đồng hồ thì thầy cũng cứ nói. Tức là cũng có cái gì mà mình đặt cho mình phải là thế này thế kia. Nhưng mà cái mà ví dụ như chùa quy định là 10 giờ rưỡi là phải đi bát, thì 10 giờ rưỡi là thầy đi bát, lúc đó thầy mới ngừng lại không nói chuyện. Chứ còn á, cái gì mà mình du di được á, là mình cứ du di hết, mình hòa hợp hết với tất cả mọi người. Chứ còn mình có một cái mà quy định riêng cho mình rồi á, thì đến khi mà có những cái mà tùy duyên thuận pháp, mình làm sao mà tùy duyên thuận pháp được. Cho nên á, nếu mà chị vẫn còn giữ một cái trung tâm gì đó ở bên trong á, thì không bao giờ tùy duyên thuận pháp được. Tức là đó chính là một cái sự từ cô lập. Đó là mình từ cô lập. Từ cô lập này chắc chắn là do một cái quan niệm. Thành ra thầy đề nghị như thế này. Tức là nếu còn ngày nào mà chị con ở đây á, thì bữa sáng thức dậy đi tụng kinh với mọi người, rồi đi quét dọn với mọi người, đi ăn sáng với mọi người, đi lên nghe thầy giảng với mọi người, đại khái vậy. Chứ đừng có tự cô lập mình. Đó, mình phải sống hòa đồng ra, mở ra. Tức là bây giờ thầy có một câu nói như thế này, là không biết anh tu cái gì, không biết anh tu muốn tu cái gì đâu anh tu. Nhưng mà tâm hồn anh có mở ra hay không? Còn nếu mà tâm hồn anh mà cứ khép lại đó, thì là như vậy là không đúng. Rồi. Dạ, con thưa thầy, thầy cho con hỏi cái những cảnh đập mắt con á, là con thấy nó hơi lạ. Vì con thấy mỗi khi mà trên mỗi bức tượng á, ở trên đỉnh đầu của Đức Phật, thì nó có một cái gì như cái bông hay cái gì đó nó chớm lên. Thì con có thắc mắc, con hỏi mấy thầy ở đây, thầy nói là để trang trí cho đẹp. Thì theo con nghĩ, nếu mà để trang trí cho đẹp thì không phải là trang trí trên đỉnh đầu của Đức Phật. Vậy thì con không đồng ý điều đó. Cho nên con muốn hỏi thầy, xin thầy cho con biết là cái đó có để cái việc gì không? Hay là cũng như một thầy đã nói, thầy cho con biết ạ. Vừa rồi có một cái câu hỏi trong cái trang web á. Rất là hay. Thì thầy có trả lời trong trang web mấy cái câu mà hỏi đáp á. Thì thầy có đề cập đến một cái chuyện thế này. Hồi xưa Đức Phật á là một cái người giác ngộ. Và sau khi mà ngài giác ngộ rồi á, thì ngài mới thấy được tất cả những cái nỗi khổ đau của mọi người á, là nó nằm ở đâu. Nguyên nhân của những cái nỗi khổ đau bất hạnh đó là nằm ở đâu. Cho nên ngài mới là đi đây đi đó để coi thử ai mà hữu duyên ngài nói mà họ nghe được thì họ bớt khổ, hoặc là họ chấm dứt được cái khổ. Thì cái Đức Phật ngài chỉ đơn giản là vậy thôi. Sau đó là có một số người là đi theo ngài, cho nên nó có thành một cái tăng đoàn đi theo ngài. Mà khi đã có tăng đoàn á, thì nó là sẽ có sinh ra những cái chuyện là thế mà khi sống với nhau thì phải thế này thế kia, do đó sinh ra giới luật. Rồi bây giờ tăng đoàn cũng phải là cứ ngày nào cũng cứ đi theo ngài đó thôi. Cho nên ngài phải nói rằng thôi bây giờ thấy có nhiều vị nó không biết, cứ đi theo ngài đó thôi, để nghe ngài dạng thôi. Thì ngài mới là chỉ là phải làm thế này, phải làm cái kia gì đó. Thực ra tất cả những cái đó chỉ là nó phát sinh ra thôi. Nhưng mà cái phát sinh đó là hoàn toàn, thực ra là hoàn toàn du di. Tức là vì chuyện này thì ngài nói cái này, chuyện kia thì ngài nói cái kia vậy thôi. Tức là hoàn toàn là nó ứng ra làm rồi bỏ. Đại khái như vậy. Cho nó chẳng có nghĩa gì hết đó. Nhưng rồi á, sau này khi Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi á, thì mới là thu thập hết tất cả những cái đó lại.
Ví dụ như thế này đi, đây là thầy là tạm thời ví dụ đây. Bây giờ tất cả các Phật tử ở đây nghe thầy giảng, bây giờ tin thầy thôi, chứ còn không tin ai nữa hết trơn á. Chỉ có thầy Viên Minh là nhất rồi á. Không còn ai nữa. Rồi khi đó bắt đầu mới là tìm tòi trong những cái lời Phật thầy dạy á, thế này thế kia vậy, rồi bắt đầu mới là dàn trải ra là như vậy là thầy phải nói đừng làm này này, đừng làm cái kia này, phải làm thế này này, phải làm thế nọ này, thành ra một cái tôn giáo Viên Minh. Cái tôn giáo đó nhưng mà rồi những cái người sau đó, theo đó, là cứ thành lập ra cái tăng đoàn này tăng đoàn kia, rồi thậm chí là cái tăng đoàn này á là khác với ý kiến của tăng đoàn kia một chút, cho nên mới tạo ra những cái kinh luận này kinh luận kia, bên kia tạo ra kinh luận này kinh luận nọ một hồi á, rồi có những cái á, nói người ta không hiểu, cho nên phải tạo ra biểu tượng, tạo ra những cái ẩn dụ, những cái biểu tượng ẩn dụ đó đó. Biểu tượng là gì? Biểu tượng ẩn dụ là gì? Tức là nó không phải thật. Thí dụ như á, bây giờ mình ở đây mình có những cái bánh xe Pháp đó, trang trí bằng những cái bánh xe Pháp. Thực ra cái bánh xe Pháp đó đó chính là nói đến thập nhị nhân duyên tứ diệu đế. Bây giờ làm thành cái biểu tượng cái bánh xe đó, rồi vẽ bánh xe cho đẹp, trang trí vào chỗ đó cho thật đẹp. Thực ra những cái đó đó bây giờ là người ta chỉ đứng đó rồi người ta thấy cái chỗ đẹp quá, người ta đứng chụp hình. Còn thực ra cái ý nghĩa ở bên trong của cái đó thì chẳng ai biết cái chuyện gì nữa trên. Cho nên á, cái tôn giáo á, bắt đầu á, nó bị thoái hóa dần, thoái hóa dần á, là nó thay thế cái thực bằng những biểu tượng. Cho nên á, là cái đạo, ví dụ đạo có một cái, những cái đạo mà thờ thần lựa ở bên Ấn Độ á, thực ra đó vì á, cái lý thuyết của họ là thế này: lửa đó là đốt cháy tất cả mọi thứ, phải không? Xấu tốt gì cũng đốt cháy hết trơn á. Thì bây giờ này, tất cả cái mà hữu ái phi hữu ái, rồi dục ái, rồi khổ hành khổ hoài khổ này này, đốt cháy hết đi. Mà đốt cháy bằng cái gì? Lần sau mình sẽ nói là đó, thầy đã giới thiệu là sáng suốt định tĩnh trong lần rồi đó. Lần sau thầy sẽ triển khai cái sáng suốt định tĩnh trong lần nó ra để thành hành động như thế nào, đại khái vậy. Thì cái thực nó là như vậy. Thì bây giờ người ta lại là tôn thờ. Ban đầu thực sự chỉ là sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Nhưng mà để cho vì người này không biết cho nên phải đặt ra giới này, cái định này, tuệ này, người kia định kiểu khác. Không phải ai cũng là hành thiền giống nhau đâu á. Cái người này á là vì tham dục quá đi, cho nên Đức Phật ngài mới nói là bây giờ là phải niệm bất tịnh, để thấy cái gì cũng bất tịnh cho nên hết tham muốn. Đại khái vậy. Tức là mình nếu mà mình quán bất tịnh á thì tự nhiên mình sẽ không còn tham muốn. Còn ngược lại cái người kia tâm vọng quá thì điệu niệm Phật hay là niệm hơi thở gì đó. Thật ra tất cả những cái đó là cái phương tiện thôi. Dính tiền cho người đó thôi chứ không phải người khác được. Bây giờ người khác mà tới bậc trước á là thật, bởi vì cái người này là niệm hơi thở chứ không phải là niệm cái bất tỉnh. Có khi á Đức Phật ngài là chuyển đi, thay vì là niệm bất tỉnh á thì cái ông này á ông lại là rất thích tỉnh, thì lẽ ra là phải niệm bất tỉnh á. Nhưng Đức Phật lại không, thấy cái ông này thích tỉnh tức là đẹp á, chứ tỉnh ở đây là đẹp, bất tỉnh là xấu á. Thì á cái thấy cái ông này ổng thích cái gì cũng thích đẹp hết trơn á, Đức Phật ngài nói đi về Như Lai chỗ này đẹp lắm. Ngài mới dẫn vô trong một cái khu rừng rất là đẹp, rừng nguyên sinh rất là đẹp. Rồi đó giữa đó tự nhiên có một cái hồ nước trong veo, mà trên cái hồ đó đó là nó có sen, hoa sen nở rất là đẹp. Thôi cái ông đó ông thấy đó là thích quá trời rồi ngồi đó. Thì Đức Phật ngài nói đó, con hãy ngắm cái hoa sen đó đi, hoa sen nó rất là đẹp. Cái ông mới ngồi ông ngắm, ngắm say mê từ sáng tới chiều. Thì cái hoa sen á nó nở ra rồi. Rồi chiều lại cái bắt đầu nó rạ một cái cánh, rồi nó rạ hai ba cánh, hai ba bốn cánh, ông đặt quả A La Hán luôn. Đâu có nói bất quán bất tịnh gì đâu. Ông có quán bất tịnh gì hết. Ông này ông thích đẹp cho
tôi thấy đẹp luôn. Đến bộ đó tôi thấy đẹp luôn. Cho nên cái đó chỉ là phương tiện thôi. Cái phương tiện đối với người này, với ngài Đức Phật, ngài cái ngài giác ngộ, ngài thấy quá rõ tâm lý của người này người kia, cho nên ngài mới làm vậy thôi. À, thế thì á, tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài nói là mình lại bây giờ mình lại quá chấp vào nó, xem như đó là một cái gì đó mà tuyệt đối, bây giờ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Tự nhiên mình Đức Phật là cái người mà đứng ra để giải phóng con người ra khỏi những ràng buộc, thì mình lại lấy đạo Phật để ràng buộc lấy mình. Đó là một sai lầm trầm trọng, đó là một cái thoái hóa trầm trọng của đạo Phật. À, rồi bây giờ vậy còn đỡ. À, như vậy còn đỡ, bởi vì bây giờ chấp giới luật rồi, chấp vào cách tu này, chấp vào cách tu này, thì cũng coi như còn đỡ đi. Bây giờ nó chỉ còn biểu tượng thôi. Lấy cái biểu tượng này, ví dụ như bây giờ cái biểu tượng mà anh Phật tử này nói là trên đầu Đức Phật, tại sao có cái chóp nhọn nhọn? Thực ra bây giờ làm sao biểu hiện cái trí tuệ của Đức Phật được? Đức Phật đó, để biểu hiện là Đức Phật là một cái bậc vô cùng trí tuệ, thì bây giờ cái trí tuệ đó là có một cái công dụng của trí tuệ là đốt cháy hết tất cả phiền não. Vậy thì bây giờ phải biểu tượng nó thành một ngọn lửa trên đầu. Đó thôi. À, bây giờ mà ví dụ như bên Thái Lan á, thì là biểu tượng theo kiểu đó. Còn bên Trung Hoa đó thì là nói người mà trí tuệ là trên cái đầu này là nó sẽ không có tóc, bởi vì trí tuệ nó ra nó đốt hết tóc rồi. Cho nên trên này nó còn cục thịt không à. Đó. Do đó mình thấy là cái tượng mà của Trung Hoa trên này còn cục thịt không. Mà cái đó không biết là hồi thời Đức Phật có như vậy hay không. Mà Trung Hoa biến thêm cái cục thịt, Thái Lan biến thêm cái cục lửa. Thế bây giờ mà nếu người Trung Hoa đó mà làm cái tượng Phật mà không có cục thịt trên này á, thì nó làm không đúng Phật. Không đúng Phật. Không biết đúng Phật là đúng cái gì. Nhưng mà cái đó nó làm vậy là không có đúng Phật. Còn nếu Thái Lan mà không có cái cục trên này nó cũng không đúng Phật luôn. Cho nên á, biến biểu tượng trở thành là, tức là thay vì đó là cái biểu tượng để mình qua cái biểu tượng đó mình hiểu ra cái nội dung, thì bây giờ không còn thấy nội dung nữa mà chỉ thấy cái biểu tượng thôi, chấp vào cái biểu tượng thôi. Đó là hiện trạng của tôn giáo hiện nay. Rất nhiều tôn giáo như vậy. Bây giờ mình hiểu cái tôn giáo đó thì mình thấy quá hay. Mình đọc cái tôn giáo mình thấy quá hay. Thế mà bây giờ họ làm hết trơn. Nó mới khổ. Kỳ lạ vậy chứ. Cho nên những cái đó là những cái biểu tượng. Nó có ý nghĩa. Nhưng mà thật ra cái ý nghĩa đó là người ta cũng do cái đó là cũng vẫn thuộc về cái khái niệm chế định, tức là nó về thuộc về tục đế, nó không phải là chân đế. Có ai hỏi tiếp? Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi, con nghe có một vị tăng đã thường nói là ví dụ như khi mà gặp có cái mùi á thầy, mùi thơm và mùi thối, cái vị tăng nó nói là à cái mùi chỉ là cái mùi, thì xin thầy cái người mà nhận được như cái thái độ mà cái mùi chỉ là cái mùi thì vị đó có đi đúng con đường đạo chưa? Dạ con xin hết ạ. Thì như thầy đã nói đó, thật ra cái mùi hay là vị hay là cái sắc hay là hương gì đó, thì tất cả những cái đó đều là những cái hình tướng hay là những cái trạng thái. Cái thằng đó, trạng thái hình tướng đó, nó chỉ là đến đi sinh diệt theo cái duyên của pháp. Thì cái quan trọng vẫn là cái thái độ của mình. Nếu mà cái người á, bây giờ mình giả thử này, giả một cái người là không thích mùi hôi mà chỉ là lúc nào cũng phải có thơm, xịt dầu thơm vô cho mình, trong phòng cũng xịt dầu thơm, chỗ nào cũng phải thơm hết trơn mới chịu, xung quanh là phải trồng hoa thơm. Thực ra cái người đó là tự tạo khổ cho mình. Bởi vì như vậy á thì lại càng gặp cái gì mà không thơm là cái là càng khó chịu, phải không? Như vậy á thì vô tình á là trang bị trạng thái để mà giết chết cái thái độ đúng của mình, phải không? Thay vì á là thái độ đúng thì đúng hơn. Bây giờ giả sử mình không có tiền để mà sống, bây giờ cái ông này có thể là trước đây á là ông là làm lớn, trước đây ông làm lớn
Nhưng mà bởi vì bị tham nhũng hay gì đó cho nên bây giờ bị bắt bỏ tù ra, bây giờ không có việc gì làm. Thì có một cái công việc là rất đơn giản mà có tiền nhiều, đó là anh đi hốt phân dùm. Thế nhưng mà ông này trước đây ông làm lớn rồi, cái ta mà làm lớn đó rồi bây giờ không hút phân được. Với lại là ông trước đây là ông khi ông làm lớn là phòng ông là đầy thơm hoa thơm đồ rồi, cho nên bây giờ cái mùi hôi sao chịu nổi, như vậy thì chịu đói chết thôi. Đại khái vậy. Còn nếu mà mình á, nếu thái độ mình đúng á, thì bây giờ cái công việc này là công việc bây giờ chỉ còn cái công việc này là có mình mới làm được thôi. Mình làm lớn rồi bây giờ toàn là trên máy móc computer rồi không, mà bây giờ á không có computer nữa thì bây giờ là không còn làm cái việc gì được nữa. Thì lúc đó đó, nếu mà một cái người mà thái độ bình thường á thì xem đó chỉ là cái việc làm để mà kiếm tiền để sống thôi thì nó không sao hết trơn. Nhưng mà có cái ta vào trong á, hay là có cái thái độ như thế nào của cái bản ngã như thế nào ở bên trong á, thì lúc đó nó chỉ gây ra cái, chính cái thái độ nó gây ra cái trở ngại. Vì vậy cho nên á, phải nhận thức đúng và thái độ đúng thì cái đó mới là sống tự do tự tại được. Lúc đó lại có sự tương giao chứ không phải là mối quan hệ gì cả. Chính vì cái đó mà mình phải thấy ra được cái gì là nó chỉ là cái tạm bợ, cái gì nó chỉ là cái duyên khởi, cái gì nó chỉ là cái mà không thực. Để mình đừng có bị kẹt vào trong đó. Mắc mới gì cái chuyện đó nó không có thực, mình lại bị kẹt vào, mình đau khổ vào trong đó làm gì. Cho nên á, cái người mà có cái thái độ là cái mùi hôi thì cứ hôi. Hôm nay thầy nói đau khổ cứ đau khổ đi, khóc thì cứ khóc đi đó. Bây giờ mùi hôi thì cứ hôi đi chứ sao vậy. Cho nên nhiều khi cái cuộc đời á, có những cái mà thực sự là cần thiết, có những thực sự là nhu cầu cần thiết. Còn có những cái là mình điều này thầy nói là xa hoa hay là xa xỉ phẩm thôi. Cho dù mình có trang bị vào đó những cái danh từ gì tốt đẹp rất mấy thì nó cũng chỉ là xa hoa, nó xa xỉ phẩm thôi. Còn nếu người nào mà biết đối diện với cái thực, cho dù cái thực đó phũ phàng cách nào, mình vẫn đúc sức để mà đối diện với sự thực đó, đó thì người đó mới thực sự là tự tại. Cho nên cái thái độ của người đó là đúng rồi. Còn ai hỏi được? Thưa thầy, con xin hỏi thầy một cái việc coi như là con áy náy suốt từ lâu nay, là vì là con có một người bạn mà trong đạo tràng của con bây giờ là chuyên đi niệm Phật, thế nên là về là chuyên sâu đi niệm Phật mới đi hộ niệm, thế nên là con thấy không biết đúng hay sai như nào. Con thấy coi như là họ chấp vào cái niệm Phật để niệm Phật được vãng sanh, thế nên con thấy con muốn hỏi thầy là cái sự vãng sanh đấy có đúng hay không, niệm Phật để được vãng sanh thầy. Thế nên con hỏi thầy cái ý đó, thầy giải thích cho chúng con hiểu ạ. A Di Đà Phật. Thực ra đó là pháp môn tu tập nào nó cũng có cái dùng của nó. Tuy nhiên cái sai là bởi vì do cái người mà thực hành đó họ hiểu sai rồi họ hành sai, cho nên là mình nói là nhân hư cho đạo bất hư. Cũng như có nhiều người mình thấy cái hiện tượng đạo Phật hiện nay là mê tín dị đoan, hoặc là nhiều thầy nhiều cô thế này thế nọ, cho nên đâm ra là khinh thường đạo Phật. Tức là có nhiều người nói rằng là họ nói tới đạo Phật là họ cười, họ phỉ báng. Nhưng mà thầy nói không sao, chuyện đó đâu có sao. Chuyện đó người nào thấy sao cứ nói vậy thôi, chứ còn mình không quan tâm đến chuyện đó. Còn nếu mà người nào mà hiểu đúng, hành đúng, sống an lạc hạnh phúc thì cứ sống. Còn người nào muốn làm gì đó thì cứ làm, chuyện đó không quan trọng. Mình đừng có vì cái hiện tượng ngoài đó mà mình không có đi sâu vào cái đạo lý để mà mình thấy ra. Thì cái niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật á, thực ra là có một ý nghĩa rất là hay. Bởi vì như thế này này, cái nguyên lý là thế này. Nguyên lý là cái tâm của mình nó luôn luôn là cái bản ngã đó, rồi nó luôn cứ đi tìm kiếm, cứ muốn là nắm bắt tìm kiếm bên ngoài. Cho nên á, cái mục đích mà Đức Phật ngài dạy mình niệm Phật á, là để mà đưa cái tâm trở về với thực tại. Bởi vì nếu mà cái tâm mình mà nó cứ chạy chỗ này chỗ kia đó, thì nó có này, ví dụ như là thất niệm này. Thất niệm tức là mất, tức là cái niệm của mình nó lạc mất đâu á. Tạp niệm tức là nghĩ cái này cái kia này. Vòng niệm tức là nghĩ sai lầm, đánh giá sai lầm lung tung rồi.
thì những cái đó đó là cái tâm nó vẫn cứ luôn luôn là nó cứ chạy ra bên ngoài. Do đó đó Đức Phật ngài phải phương tiện bằng cách nói là thôi niệm Phật, thì nhờ nương đến cái chỗ đức tin và niệm Phật đó đó mà mình cứ niệm niệm cho nên cái tâm nó trở về, nó trở về với thực tại. Tức là nó hồi nãy thầy có lấy cái điểm mà thực tại đây này, bây giờ chạy quá khứ rồi chạy qua tương lai rồi bị kẹt hiện tại này, thì bây giờ là để cho nó trở về thực tại ấy, thì là niệm Phật. Cho nên mục đích của niệm Phật là trở về lại với chính mình, mà trở lại với chính mình tức là trở lại với cái thực tại hồi nãy thầy có vẽ ra đây này đó, thì đừng có vòng đồng ra nữa. À, thì trở về, mà khi trở về á thì bắt đầu mình thấy ra từ nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp á, tức là cái đó là một cái bước chuyển biến thôi, cái bước chuyển biến để đưa mình trở về. Khi mình trở về rồi thì mình là thấy à, thì ra là nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp này tất cả là chân lý đều nằm ở đây, chỉ cần là mình không có vọng động lung tung nữa đó thì là ngay đây là niết bàn, là an lạc chứ không đâu cả, đại khái như vậy. Cho nên nó có những cái biểu tượng đó, như hồi nãy thầy cứ nói biểu tượng đó. Cái biểu tượng là thế này. Bây giờ những người đó là họ là đức tin, cho nên nói rằng là bây giờ trở về thì ngay nên mình là niết bàn, là an lạc đó, thì sao chịu nói. Tại vì họ là cái bản ngã của họ đầy ảo tượng. Họ nói rằng là cái niết bàn phải là cái chỗ nó là phải vàng rất nhiều, kim cương đồ phải nhất nhiều. Thế làm sao mà niết bàn mà đầy có chỉ đây ruột gan đây thôi mà niết bàn gì. Cho nên người ta làm sao người ta tin được, phải không? Người ta không tin. Có một định luật rất kỳ lạ, quý vị nghe cho rõ nghe. Có một định luật rất kỳ lạ, người trình độ của một cái người nhận thức càng thấp chừng nào thì lại càng nghĩ ra chuyện cao siêu chừng đó. Không, cái đó là thật á. Còn một cái người á mà người ta trình độ mà cao đó thì người ta lại là bước đi từng bước một rất rõ ràng minh bạch. À, ngồi ăn thì người ta là đưa cái tay ra người ta gắp cái miếng ăn là người ta cũng biết rất rõ, để cái ăn vô trong này người ta biết rất rõ cảm giác sao, người ta biết rất rõ. Tức là người ta trở lại với cái hết sức là tầm thường. À, bình thường chứ không phải tầm thường, nhưng mà cứ coi như tầm thường ấy, cứ coi như đối với mình là tầm thường ấy. Nhưng mà chính là người ta trở về với cái dạng gì bình thường đó đó mới là thực sự là đạo. Nhưng mà cái người lại là tầm thường nhất á là cái người nghĩ ra chuyện cao siêu nhất. Là lòng vậy đó. Cái nguyên lý nó rất là kỳ lạ. Do đó đó, để dạy cho những người bình thường, để dạy cho những người tầm thường thì phải nói với họ rất là cao siêu thì họ mới tin. Cái đó là tâm lý thôi. Cái đó là các vị ở tâm lý thôi. Nhưng mà những cái người mà thấy cái chuyện rất rõ ràng rồi thì lúc đó lại là chỉ ra những chuyện rất bình thường. Người ta thậm chí có vị nói là bình thường tâm thị đạo, cứ bình thường vậy là đạo rồi đó. cũng cần thêm bớt. Kinh Bát Nhã nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm gì nữa đó. Đừng có thêm bớt gì vô đó nữa. Đó, chừng đó đủ rồi. Đó. Thế thì á, tất cả cái lý đó đều đúng. Bởi vì niệm Phật thì trở lại thấy mình thì lúc đó mới thấy rằng là ở đây là bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Là đủ rồi. À, như vậy á. Như vậy thầy mới có hỏi lại, thường thường là thầy đi là người ta hỏi câu hỏi này nhiều lắm. Thầy mới hỏi lại thế này. Cái tại sao mình niệm Phật thì mình không lên Tây Phương liền lập tức đi? Tại vì bây giờ tôi niệm Phật hết sức là đúng rồi, tại sao không lên Tây Phương mà đợi chết mới lên? À, đúng không? Nếu như mình niệm Phật đúng rồi thì nó lên Tây Phương liền, cho nên đợi đến chết làm chi cho mất công. Còn nếu như mà chưa lên Tây Phương tức là niệm chưa đúng. Niệm chưa đúng mới còn ở đây chứ còn nếu mà. Đúng không? Đúng phải rồi. Thế thì bây giờ thế này. Như vậy cái chết này không phải là 80 tuổi chết, mà là chết đi cái bản ngã ngay tại đây và bây giờ. Ngay nơi cái thực tại này này, chết đi cái bản ngã mà lăn xăng đó đi á, tức là cái mà tập đế với khổ đế đó, chết đi thì ngay tại đây á là cõi Tây Phương Cực Lạc.
Và lúc đó đó sẽ có Đức A Di Đà, chính là cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành, soi sáng cho tất cả mọi thứ. Vẫn là mắt thấy tai nghe bình thường thôi, nhưng mà ở đó đó cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành sẽ là dẫn dắt cho mình làm tất cả mọi chuyện đều là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha cả. À thì đó đó, cho nên mới gọi là tiếp dẫn. Thật ra tiếp dẫn là vậy, tức là khi chết đi thì cái tánh biết sẽ tiếp dẫn cho tất cả mọi chuyện, mình sống như thế nào, làm như thế nào là tánh biết nó sẽ chỉ cho mình hết. Khỏi lo đấy, đừng có lo, vì cái tánh biết nó đã là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng rồi. Đó. Chính vì mình nó mới chen vô đó đủ thứ mọi chuyện, cho nên nó mới làm cho nó trở thành uẩn, uẩn tức là chồng chất lung tung lên. Chứ còn nếu mà buông ra hết á, thì ngay đó nó đã là rỗng lặng trong sáng rồi, thì tánh biết nó sẽ biết hết mình cần làm gì, mình cần làm gì là tự nhiên biết hết. Cho nên á, tiếp dẫn là như vậy. Và chết đây chính là chết cái bản ngã, chứ không phải là tới tuổi già mà chết. Đó. Vì vậy cho nên á, nếu như mà tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tàn, chết từ thủa lọt lòng, tức là mới cái tâm mà mới cái bản ngã mà mới sinh lên cái cho chết liền đi thì chắc chắn á, là mình sẽ là ở trong một cái tâm rộng lặng trong sáng đó, sẽ làm tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Có bấp té đi nữa cũng vẫn là an lạc như thường chào có chào hết trơn. Tất cả mọi cái đều an lạc hết, không có chuyện gì hết đó. Lúc đó đó ăn dở hay là ăn ngon hay mùi hôi hay mùi thơm gì cũng đều an lạc hết đó. Thì đó không phải là lúc đó là niết bàn hay là cực lạc. Cái chữ cực lạc á, chữ cực lạc á là chữ paramang sukhang. Mà paramang sukhang á thì được Đức Phật ngài gọi là, cho nên mới gọi cái chữ cực lạc đó là tịnh độ. Tịnh độ là bởi vì santi. Santi tức là tịch tịnh. Paramang sukhang. Santi paramang sukhang thì cái chữ tịch tịnh này đó là nói là tịnh độ. Còn cái paramang sukhang nói là cực lạc. À. Thì thực ra cái mà cực lạc tịnh độ chính là cái tâm mà tịch tịnh, không còn có cái hữu ái, dục ái, phi hữu ái nữa, không còn khổ hành khổ hoài khổ gì nữa cả, tâm hoàn toàn trong sáng. Thì lúc đó cái tâm mà sáng suốt định tịnh trong lành hồi nãy thầy nói đó, dẫn dắt cho tất cả mọi cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình. À, cho nên á là lúc đó là hoàn toàn là sống thuần pháp, lúc đó là coi như là vạn sanh Tây Phương rồi đó. Chết cái bản ngã đi một cái là vạn sanh Tây Phương liền lập tức. À, nhưng mà không có kim cương đâu. không có kim cương đâu. Vì sao? Vì tất cả đều là kim cương. Lúc đó tất cả mọi cái đều là quý giá. Khi cái người nhận ra được, khi cái tâm tịch tịnh á, thì sẽ thấy rằng tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Khi một cái tâm tịch tịnh thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Như vậy á thì không phải là có kim cương, mà là tất cả dù là đất đá hay là mùi hôi mùi gì đó cũng đều trở thành là kim cương vàng ròng hết trơn. À, cho nên á cái đó người ta nói là ta nói biểu tượng. Cho nên hồi nãy thầy đã nói đó, một cái tôn giáo từ một cái biểu tượng để tạm thời là để mà hướng dẫn người ta, thì bây giờ lại là đeo vào cái biểu tượng đó để quên đi cái thực ở bên trong. Đó chính là nỗi khổ của chúng sanh là như vậy. Thầy cho hỏi là cái cảm xúc của mình á, ví dụ mình gặp một cái chuyện gì đó mà bực bội cảm xúc, thì bây giờ làm sao mà cho nó khỏi bực bội, cho nó khỏi mệt mỏi thôi? Rất là đơn giản. Rất đơn giản là nhìn lại chính cái bực bội đó. Tại vì á hồi nãy thầy nói rồi này, bây giờ đây này. Đây là cái thực tại á, tại đây và bây giờ. Thì bây giờ cái thực tại tại đây bây giờ sợ dĩ mà bực bội á, có nghĩa là không
vừa lòng với cái thực tại này hay là không vừa lòng với một đối tượng nào đó. Do đó đó là muốn thoát khỏi cái tình trạng đó để đi đến một cái tình trạng mà mình nghĩ ra. Khi mình muốn thoát khỏi cái tình trạng mà bực bội này để đi đến một cái tình trạng không bực bội thì không bực bội này là ảo, đúng không? Còn cái bực bội này mới là thật này. Cái bực bội hiện nay đó, mặc dù nó là nó cũng ảo mà ra, nhưng mà bây giờ hiện nay nó là thật. Cho nên nếu mà mình còn nghĩ đến quá khứ, nói trước đây mình đâu có bực bội, làm sao mà sau này mình đừng có bực bội, tức là mình vẫn là mất trật tự, tức là mình vẫn bất an. Thì không phải là bực bội hay không bực bội, mà cái bực bội này là phát xuất từ một cái thái độ sai lầm tạo ra cái bất an đó. Vì vậy cho nên đơn giản thôi, một động tác rất đơn giản là động tác trở về với cái thực tại này thì là hết rồi. Cho nên mấy ngài Đạt Ma mới nói là đưa cái tâm đây tao an cho. Nhưng mà làm sao để trở về với cái không đó? Hả? Làm sao và trở về với cái đó? Không có làm sao hết. Bây giờ chỉ quan sát lại cái nhìn nó, nhìn cái bực bội đó thôi. Tại vì trong cái lúc mà mình bực bội á là mình không quan sát gì được nữa. Nhìn lại bực bội cũng có nghĩa như thế này, bực bội thì cứ bực bội đi. Bởi vì chính cái bạn ngã đó, nếu mà thực sự bực bội thì cứ bực bội đi, thì mình sẽ thấy ra bực bội là cái gì, là thế nào. Còn nếu như mà mình mà bực bội rồi mình lại muốn dẹp cái bực bội, dẹp cái bực bội thì nó lại sinh thêm cái bực bội, mình lại muốn dẹp bực bội, tức là chồng bực bội lên. Cái câu hỏi nó hay đó, tại vì câu hỏi này á là tuần tới thầy sẽ nói đó. Bởi vì tuần tới thì thầy sẽ nói cái cách mình nhìn ra mọi sự như thế nào. Đó, thì tất cả mọi sự đó, cho dù cái chuyện gì nó xảy ra cách mấy đó, thế nó nằm tài nữa. Tài nó cái chỗ mà mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này chứ không có chạy đâu hết đó. Ví dụ như bây giờ mình bực bội ấy, mà mình là cứ bực bội với cái bực bội, nghĩa là bình phương bực bội. Bình phương bực bội với bình phương bực bội là nó lại thành ra cái gì thứ gì nữa. Khi mà mình á mà mình cố gắng để mà dẹp trừ cái bực bội đó thì chính là làm cho nó tăng lên, chính là giữ nó lại. Thế còn bây giờ mình buông ra bực bội, cứ bực bội đi thì nó hết rồi. Đại khái là vậy. Nhưng mà cái bực bội á thì nó có cái đối tượng của nó. Đối tượng của bực bội tức là món ăn của bực bội. Quý vị nghe cho rõ ha. Cái đối tượng của bực bội chính là món ăn của bực bội. Tức là cái đối tượng đó nó làm cho bực bội nó cứ tăng lên. Thí dụ như mình ghét cái người đó, mà bây giờ mình cứ nghĩ tới người đó hoài thì bực bội nó sẽ tăng lên. Cho nên chính cái đối tượng đó đó là cái món ăn của cái bực bội đó. Đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ này, bây giờ mình đừng có hướng tới cái món ăn, mà là trở lại chính cái bực bội. Tức là mình trở lại với cái trạng thái ngay lúc đó thì nó sẽ hết rồi. Thực ra là nhiều khi mình đưa ra quá nhiều giải pháp để mà giải quyết. Mà trên thực tế đôi lúc nó rất là đơn giản. Nếu mà cái người mà trình độ cao á thì họ buông ra là xong, tức là không còn bực bội gì nữa hết trơn, là hết. đừng có cố gắng giải quyết gì hết trơn á, cứ để tự nhiên thôi. Thì là có người thì ta buông ra, rồi có người thì mỗi người mỗi kiểu. Bây giờ cứ kiểu gì mà thấy làm được cứ làm đi, chứ đừng có theo bất kỳ ai hết trơn á. Đừng có đi tìm một cái giải pháp từ một người bên ngoài. Mà nhưng mà cái nguyên lý muốn hết bực bội là phải thấy rõ bực bội đó. Vậy thôi. Cho nên là phải trở về quan sát lại chính cái bực bội đó, chứ không còn cách nào khác hết trơn. Nam mô Phật.
Dạ bạch thầy là con có thời gian con ngồi thiền, nhưng mà con thấy những hình ảnh mà con không biết là đúng hay sai, nhưng mà trong cái thời gian con học bên thầy á, thì thầy chỉ cho sáng suốt, bình tĩnh và trong lành. Con sống với thực tại, khi con ngồi con quán á, thì con thấy Phật A Di Đà và hả con sống với cùng với Phật luôn, tại vì một cái là con lật lao con đều thấy hình ảnh Phật hết, mà con không biết cái đó là gì. Nhưng mà khi mà con làm một việc gì á, một ly cà phê của con là đều có Phật, con niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà con niệm trong tâm. Mà khi đó thì ông xã con lại sợ con là tẩu quả nhập ma. Đôi khi ảnh đi hỏi quý thầy và quý cô ở bên thiền á, thì nói là hả cái đó dễ gì thấy, mà khi thấy là bị tẩu quả nhập ma rồi. Nhưng mà con thấy con sống rất là bình thường và cuộc sống của con rất là an lạc. Mà con khi đó thì con mới nói với ông xã con rằng hả, khi niết bàn hay là ở đây á, là tự tại ngay trong mình, hãy sống cho người Phật chết trong ngay kiếp này để mình phải đạt được những cảnh Tây Phương như thầy nói đó, là con đã thấy trước đó rồi. Nhưng mà vấn đề đó là con nói mà không ai tin, nên giờ con sẵn thầy con cũng hỏi cái đó, nếu mà mình sống như vậy có ảo tưởng quá không? Đôi khi trong tâm con cũng có nghĩ như vậy, nhưng mà con cũng chưa sáng suốt rõ lắm, mong thầy quý. Cái đó đó thì ở một mức độ nào đó thì nó cũng tốt. Ví dụ như thế này, bây giờ một đứa nhỏ, một đứa em bé, nó sợ ma. Mỗi lần mà nó ở nhà một mình là nó sợ ma, và nó còn nhỏ, nó không biết gì hết trơn á. Cho nên á là nếu mà nó có cảm tưởng rằng là mẹ nó vẫn ở nhà, nếu mà nó nằm ngủ nó làm gì nó vẫn có cảm tưởng là mẹ nó vẫn ở bên nó, thì có lẽ là nó sẽ bớt sợ hãi. Cho nên á, như vậy là tốt, tức là ở một mức độ nào đó thì nó là tốt. Nhưng mà ở một mức độ khác á, thì nó lại trở thành xấu. Trở thành xấu tức là như vậy nó sẽ là cản trở cái nhận thức của mình về cái thực một cách là bình thường chính xác. Thí dụ như mình là mình thấy ra được cái rau, thấy ra được mình đang lặt rau như thế nào, mình thấy ra được cái hành động lặt rau đó là một sự diễn biến vô thường, mình thấy tất cả những cái việc làm của mình nó là trùng trùng duyên khởi, thì lúc đó mình sẽ thấy ra được tất cả cái pháp nó đang vận hành như thế nào, thì cái đó mới thực sự là trí tuệ. Còn cái hình ảnh của Đức A Di Đà nó giúp cho mình an lạc hay là giúp cho mình yên ổn thôi á, thì nó mới chỉ là yên ổn thôi, chứ chưa phải là để cho mình thấy ra được cái thân tâm, thấy ra được vạn pháp, thấy ra được vô thường khổ vô ngã như thế nào, mà mình chỉ được cái đôi lúc cái lạc đó đó. Đôi lúc cái lạc đó đó nó lại cũng làm cho mình nên là không có đối diện được với cái thực tế của cuộc sống. Cho nên ở một mức độ nào đó thì là tốt. Nhưng mà nếu mà mình bị kẹt vào đó hoài á thì nó lại trở thành xấu. Cho nên á, tất cả các pháp môn phương tiện á đều là giống như thầy ví dụ đó, là giống như uống thuốc thôi. Ví dụ như đau bụng thì cho mình viên thuốc uống, chỉ nói thôi nằm nghỉ đi. Tức là uống một viên thuốc, mà nếu bây giờ nhà ra thấy hết rồi thôi, đừng uống nữa. Tức là cái viên thuốc đó nó chỉ có tác dụng trong một cái giai đoạn nào đó. Tất cả các pháp môn phương tiện, quý vị nhớ dùm đó, tất cả các pháp môn phương tiện đều chỉ là giai đoạn. Cái giai đoạn đó để giúp mình làm gì? Giúp mình để trở lại với thực tại như thầy nói đó. Tức là làm sao mà mình phải thực sự khám phá ra thực tại, khám phá ra thái độ của tâm mình, khám phá ra tất cả trạng thái đều là vô thường khổ vô ngã, để mình đừng có bám víu vào đâu hết á. Cho dù một cái cảnh giới gì cao siêu kịch mấy mình cũng không bám víu, bởi vì mình bám víu vào đó thì mình sẽ không còn khả năng để mà đối diện với cái thực nữa, bởi vì cái thực này thì nó lại là vô thường khổ vô ngã. Và bây giờ mình là quá lý tưởng, quá tốt đẹp rồi đó, thì mình cũng còn dám đối diện với cái vô thường khổ vô ngã này nữa. Thì nhiều người á lại nhầm lẫn là thế này, tưởng là mình tu hành á để mình thoát ra khỏi cái vô thường khổ vô ngã này, để mình đạt được cái thường lạc ngã tịnh. Không phải như vậy.
Cái thường lạc ngã tình chính là ở nơi cái chỗ thái độ của mình khi mình sống trong vô thường khổ não vô ngã bất tịnh. Chứ không phải là có một cái cõi nào mà riêng biệt mà cái cõi đó nó lại là thường lạc ngã tình cả. Vì tất cả cái gì đã có cõi, hay không có cõi thôi, mà cái gì đã có cõi thì là phải vô thường khổ vô ngã. Tức là có cõi tức là có trạng thái, mà có trạng thái thì nó phải vô thường khổ vô ngã thôi. Cho nên á, chính xác á, Bắc Tông Nam Tông gì cũng vậy. Ví dụ như Bắc Tông á, thì kinh Kim Cang là nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là đừng có bám víu vào đâu hết, đừng có trụ vào đâu hết. Trong cái kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật là ngài nói là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Tức là bất kỳ một cái trạng thái nào, dù cái trạng thái đó là trạng thái hạnh phúc an lạc gì cũng vậy. Cho nên á, thí dụ như bây giờ mình đau quá thì bác sĩ mới chích cho mình một cái thuốc giảm đau, thì cái đó là tạm thời thôi, chứ bây giờ mình cứ ngày nào cũng được sợ đau và mình chích thuốc giảm đau hoài thì đâu được. Nên nhớ rằng thuốc giảm đau nó vẫn là có cái hại khác. Thí dụ thuốc giảm đau nó có thể là làm cho hại bao tử, rét bao tử. Do đó đó, nó chỉ là những cái mà tạm thời để mà giúp cho mình mặt này. Khi mình đụng phải mặt này, mình tạm thời giúp mặt này để thôi, để mặt kia vậy thôi. Chứ còn á, cái chính là phải thấy ra được bản chất thật của cuộc sống, phải thấy ra được bản chất thật của mình và thấy ra được cái nguyên nhân nào đưa đến phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, và thái độ như thế nào thì mình sẽ sống được là tự tại vô ngại. Thì cái đó mới thật sự là con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên á, bây giờ tốt hơn là mình làm thế này, tức là tạm thời mình niệm Phật và tâm mình đã yên rồi, thì bây giờ khi lặt rau là mình chú tâm vào cái việc lặt rau để mình biết rõ cái động tác lặt rau như thế nào, và ở trong đó có cái ta trong đó hay không. Trong tất cả mọi cái việc làm này có cái ta trong đó hay không, có ai nó điều khiển trong đó hay không, có ai tạo tác ra để mà mình trở thành phiền não khổ đau luân hồi sinh tử hay không. Cái đó mới là cái chính. Do đó đó, Đức Phật ngài mới dạy là trở lại để mà thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp như thế nào thì thấy là như vậy. Đó. Thì á, cái trường hợp anh sau đó là hỏi đó, tức là bây giờ mình bực bội hay là mình sân si gì đó thì mình cũng phải thấy ra được cái bản chất thật của cái bực bội sân si đó. Chỉ có cách đó là cách tốt nhất. Thì khi đó mình mới không bị lừa dối. Còn nếu không á, mình cứ giải quyết bằng cách này cái khác á, thì bạn ngạ vẫn xen vào trong đó. Cho dù mình hết sân thì cũng là một cái bạn ngạ hết sân thôi, chứ không phải là trong sân mà mình thấy ra rõ sân là tính tướng thể dụng của nó như thế nào. Do đó đó, cái chính vẫn là phải quan sát hệ cái trạng thái nào thì cứ quan sát rõ cái trạng thái đó, và đừng có nương tựa, đừng có chấp trước vào cái trạng thái đó, dù trạng thái đó là trạng thái khổ hay là trạng thái lạc, mà mình chỉ thấy ra bản chất thực mà thôi. Hết giờ. Chào thưa sư, nếu mà bóng tối là bản ngã, là khổ, và ánh sáng là niết bàn, là diệt đế, thì con phải tìm một cái cách nào để mà con chấp nhận cái bóng tối để mà con mới có được ánh sáng, như là ngài đã dạy là đừng khó trốn tránh đau khổ, tại vì đau khổ nó mới đem đến cái sự tu tập giác ngộ. Và nếu mà như vậy đó, thì để mà con chấp nhận được cái bản ngã của con đó, mà con không có muốn diệt nó đi đó, mà con cứ lờ lờ nó đi, thí dụ như vậy, nó hiện lên thì con cứ để cho nó hiện lên, nhưng mà con không có theo nó, con không có phản ứng theo nó, thì con phải dùng cái phương pháp nào? Thầy nói là giác ngộ đem đến tâm từ, thì có phải là con phải thay đổi cái khái niệm về tâm từ để mà con có thể con
chấp nhận cái bản ngã của con, mà con cứ đánh lộn với nó nhiều quá, một cách quá cực khổ. Thì thầy đã chỉ đây rồi đấy. Tức là ví dụ như bây giờ là có cái bản ngã, cái ảo tưởng bản ngã khởi lên, hay là đó là nhân, còn sau đó, đó là mình phiền não khổ đau, đó là quả. Thế thì bây giờ nhân quả gì cũng biết, mà hệ nhân khởi lên thì mình thấy, mình sáng suốt định tĩnh trong lành mà thấy. Nếu mà không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành thì phải thận trọng chú tâm quan sát mà thấy. thì thấy cái ngã sinh lên, mình thấy cái ngã, mà đau khổ thì mình thấy đau khổ, cứ vậy thôi. Tức là đối diện với cái thực đó gì nữa. Cái pháp này này, cái pháp này có thể là thực tại chân đế, mà pháp này vẫn có thể, đây là pháp á, bên này là pháp này. Đây là pháp. Thì pháp này có thể là niết bàn, là thực tại chân đế, mà pháp này có thể là tục đế, có thể là phiền não khổ đau. Pháp á. Tức là đây là pháp thực tại ở cái tánh biết đối với pháp. Nhưng mà tùy theo cái cách xử lý của tánh biết đối với pháp á, mà nó có niết bàn hay là có sinh tử. Nếu như sáng suốt định tĩnh trong lành thì đó là niết bàn. Nếu thần trọng chú tâm quan sát thì đó là niết bàn. Nếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì đó là niết bàn. Hoặc là tạm thời sử dụng cái phương tiện, các cái phương pháp, các phương tiện của giới định tuệ chế định để ổn định tục đế. Còn nếu như mà nó là tham sân si đó thì nó đang là luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Thế bây giờ giả sử nó đang là luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau, thì mình chỉ có cách là mình vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy nó, hoặc là thần trọng chú tâm quan sát để thấy nó, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy nó. Khi mình mà sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy nó thì nó lại trở thành là thực tại chân đế. Có hiểu không? Có hiểu thầy nói không? Nó rất là rõ ràng rồi, chứ đâu có gì nữa. Tức là mình không sợ sinh tử, mà mình cũng có mong niết bàn. Mà bây giờ nó làm sao là mình cứ thấy vậy thôi. Bởi vì cái thấy là quan trọng, cho nên bữa trước thầy, bữa đầu tiên là thầy giới thiệu cái từ Vipassana liền. Chẳng thôi nhiều người không hiểu Vipassana, cứ tưởng đó là một phương pháp tu hành gì đó. Vipassana là chỉ có việc thấy ra thôi. Bây giờ sinh tử thì cứ thấy sinh tử, khổ đau thì cứ thấy khổ đau, bản ngã thì cứ thấy bản ngã sinh thì thấy bản ngã sinh, bản ngã diệt thì thấy bản ngã diệt, cứ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Cho nên là nếu như là có cái anh đó, anh hỏi là bực bội thì làm sao? Đó, bây giờ có nhiều cách đó. Bực bội á, thì anh có thể là dùng giới định tuệ chế định để mà trừ. Còn nếu mà anh mà trình độ chút nữa thì anh chánh niệm tỉnh giác là xong. Còn mà nếu mà trình độ chút nữa thì anh cứ là sáng suốt định tĩnh trong lành, rồi nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát thôi. Chẳng cần, không cần làm gì cả. Dạ thưa con xin phép được hỏi thêm một hai câu nữa. Nếu mà sự giác ngộ đem đến, nếu mà một vị mà giác ngộ thì cái vị đó sẽ có tâm từ. Có thể nào có một người nào đó có tâm từ nhưng mà không có sự giác ngộ? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ nhì của con. Vâng, ngang đó thôi. Hay là chuyện nào giải quyết chuyện đó thôi, chứ đừng. Cái tâm từ đó, nó có hai loại tâm từ, cho nên cái lúc mà mình tu tâm từ đó thì nhiều người Phật tử không có nhận thức ra được, do đó dễ bị lạc vào một cái loại tâm từ bản ngã. Tức là một cái loại tâm từ mà cái bản ngã là muốn là sở hữu một cái tâm từ, cho nên cái bản ngã đó cố rèn luyện thế nào đó để cho có tâm từ, thì cái tâm từ đó là cái tâm từ của bản ngã. Cho nên cái vị đó vẫn có thể là có tâm từ nhưng mà không giác ngộ giải thoát. Hầu hết những cái người mà họ đắc được những cái thiền mà thiền định á, thì trong cái các cái đề mục thiền định, nó có một cái đề mục thiền định về từ bi hỷ xả. Cho nên á, có thể là
họ có được cái tâm từ bi hỷ xả, nhưng mà từ bi hỷ xả đó nó vẫn nằm trong tam giới, nó vẫn là bản ngã. Đó. Còn cái tâm từ của cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thì trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là mình nói ba yếu tố thôi. Chứ thực ra đó, trong cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, bây giờ mình nói yếu tố nào thêm cũng được hết. Ví dụ như mình nói là hiền lành, chất phát, hay là mình nói là từ bi hỷ xả, hay là mình nói bất kỳ một cái đức tính tốt nào đó, là đều có trong cái từ tánh sáng suốt định tĩnh trong lành này hết. Một người mà đã sáng suốt định tĩnh trong lành rồi á, thì người đó nó tự nhiên nó có tâm từ. Bởi vì sao? Cái chữ từ mà định nghĩa đúng nhất là không có sân, chẳng phải là thương yêu ai hết trơn á. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây mà cái tâm thầy đối với mọi người đây á, là không có sân với ai hết trơn á, thì tức là tâm từ rồi, chẳng phải là buộc lòng thầy phải thương người này thương người kia mới là tâm từ. Cho nên á, người ta lại rèn luyện cái tâm từ bằng cách là người ta hướng cái tình thương đến một người nào đó. Thì cái tâm từ đó là tâm từ hữu ngã. Còn cái tâm từ mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành là nó từ đầu nó là, mà cái tâm từ mà của cái sáng suốt định tĩnh trong lành á, là cái tâm từ đó mới thực sự là vô lượng. Bởi vì nó không giới hạn ở nơi đâu, không giới hạn nơi ai hết đấy. Tiếp, câu tiếp. Con có cần phải tìm hiểu tại sao Đức Phật khi ngài không thuyết pháp thì ngài lại thích nghe pháp của các đệ tử của ngài? Thực ra đó, cái đó là một cái chuyện rất bình thường. Thí dụ như là bây giờ thầy giữ cái mục hỏi đáp ở trong cái trang web á, Trung Tâm Hộ Tông á, thì có khi á thì thầy là ai hỏi cái gì đó thì thầy giảng dạy cho họ nghe. Nhưng mà cũng có đôi lúc có những người họ trình bày cái thấy biết của họ cho thầy nghe, mà thầy thấy rằng cái thấy biết của họ là đúng với cái chân lý, thầy cũng hoan hỷ. Do đó đó, cái chuyện mà trình bày ra cái sự thật á, nó không phải là độc quyền. Cái chỗ đó là một cái chỗ khác biệt của Đức Phật với là các vị giáo chủ khác. Cái người giác ngộ rồi á, thì cái người đệ tử vẫn nói giống như thầy thôi. Cho nên người đệ tử nói thầy nghe vẫn vui, người thầy nói đệ tử nghe vẫn vui, chứ không có cái chuyện là độc quyền cái giáo pháp đó là của tôi nói cho không được, mấy người cũng đừng nói nghe, không phải như vậy. Cho nên á là Đức Phật ngài vẫn ngồi nghe các vị đệ tử thuyết pháp như thường. Bởi vì mấy người đệ tử họ thấy, họ biết đúng sự thật, họ trình bày ra sự thật. Nên nhớ rằng nó có một chuyện thế này. Ví dụ như bây giờ trên nguyên lý thầy hiểu hết tất cả cái lý do vì sao mà luân hồi sinh tử, vì sao mà là giác ngộ giải thoát gì đó thầy thấy. Nhưng mà qua cái trải nghiệm á, thì có những trải nghiệm thầy không biết. Ở đây chúng ta giống như là một cái vườn hoa đó. Có thể thầy là một cái hoa sa la, và bây giờ vì thầy thấy ra được mình, cho nên thầy mới trình bày thì thấy ra được mình như vậy. Còn những cái hoa cúc, hoa lài, hoa súng, hoa sen, hoa gì đó chung quanh này á, thì đều có cái đời sống riêng của họ hết, phải không? Nguyên lý giác ngộ là trở về với mình, trọn vẹn với mình thì không còn có luân hồi sinh tử. Nhưng mà cái anh hoa sen á, anh nói hoa sen nó như thế này đấy, thì cái hoa sa la này vẫn nghe vẫn thấy hay, à, thấy hay chứ, bởi vì mình đâu có trải nghiệm chuyện đó đâu mình biết. Nhưng mà nguyên lý thì được. Ví dụ như bây giờ có một người bị bệnh gì đó, thầy cũng bị bệnh đó, nhưng mà thầy vẫn nói được. Bây giờ con cứ bệnh thì con cứ là vẫn cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thì không sao hết. nói vậy thôi. Mà nếu người đó bệnh mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì người đó không thấy khổ gì hết, thì nguyên lý là đúng. Cho nên bây giờ cái người đó mình kể ra rằng khi mà con
khi mà con nghe thầy nói là mà con sáng suốt định tĩnh trong lành thì đúng là những cơn đau nó lên cực kỳ khó chịu, nhưng mà tâm con nó vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thì đúng là con không thấy khổ gì hết. À thì mình hiểu rất hoan hỷ, phải không? Thầy cũng hoan hỷ chứ. Cho nên á, cái chuyện mà Phật chia sẻ, cái chuyện mà những cái vị khác nói lên cái chân lý, nói lên cái sự thật, có những cái điều mà vì đó trải nghiệm, vì đó thấy ra, thì Đức Phật vẫn chia sẻ như thế. Chứ đâu phải Đức Phật là cái người mà nói là ta không cần nghe nữa, bởi vì ta biết hết rồi, ta không cần nghe mấy chuyện đó, không phải như vậy. Hơn nữa bữa hôm trước thầy có nói đó, mình nói là mình thường có cái kết luận và kinh nghiệm, khái niệm, quan niệm hóa, cho nên bây giờ mình cứ tưởng là cái gì mình cũng biết. Còn Đức Phật là khác, Đức Phật là hoàn toàn trống rỗng. Đừng có tưởng là trong Đức Phật là bây giờ một bồ kinh điển trống, không có đâu. Tại vì cái tâm ngài trống rỗng, nhưng mà ứng đâu là ra đó liền, ứng đâu là ra đó. Chẳng phải là trong này nó có sẵn đầy cả một cái bao, một cái kinh điển rồi, ngôn ngữ rồi, trong này nó đầy rồi, bây giờ gặp ai cũng lôi ra để nói cho người ta, không phải vậy. Mà nó phải tùy cảm như ứng, đó là tự nhiên ai hỏi ra là tự nhiên nó ứng ra. Còn không là nó hoàn toàn là nó rộng, trống rộng. Nó phải có duyên nó mới ứng. Do đó Đức Phật ngài nói là trong cái giáo pháp Đức Phật ấy, là có một cái điều, một cái điều này mình thấy cũng có lý, là có ai thỉnh thuyết pháp mới nói. Nhưng mà bây giờ trong này mình trống rỗng, không biết ngồi nói cái gì, mà người ta hỏi lên cái nói liền. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là phải có thỉnh. Anh thường thường mà có cái lễ mà gọi là thỉnh pháp sư là vậy đó. Là mời một vị pháp sư lên rồi ấy, là phải ngồi dưới này đọc cái bài thỉnh pháp sư rồi cái đó mới thuyết được. Tức là nó phải có lý do gì chứ tự nhiên lên đi nói. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Dạ thầy, cho con xin phép hỏi câu này cũng hơi ngớ ngẩn. Như trong quá trình con nghe thầy giảng thì định tĩnh trong lành, định tĩnh là sáng suốt. Giả dụ như trong một bữa cơm đi, mình với cái tinh thần là trong lành, định tĩnh, sáng suốt, vậy lúc đó mình ăn cơm hoặc ăn miếng thức ăn gì mình biết ngon dở vậy này? lúc đó là sẽ biết ngon dở là hơn bất kỳ người nào ngồi trong bữa ăn đó. Tức là cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á sẽ biết ngon dở là hơn bất kỳ người nào ngồi trong bữa ăn đó. Bởi vì ví dụ như thế này, trong bữa ăn này ví dụ như có ba người, một người thì đang vui mừng một cái chuyện gì đó, cho nên bây giờ ăn á là ăn vậy thôi, chứ còn là cứ nghĩ cái chuyện vui mừng đó thôi. Còn một cái người thì đang là sầu khổ một chuyện gì đó, bây giờ ăn rồi là chỉ có biết sầu khổ thôi, chứ đâu có biết ngon dở gì đó, không biết ngon dở gì hết. Chỉ có cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á là nó mặn một chút là biết liền, nó cay một chút là biết liền, nó biết cái vị cay nó như thế nào. Nhưng mà nhớ một điều như thế này, cái ngon dở là cái ngon dở của cái thực tánh pháp, chứ không phải là cái ngon dở của quan niệm. Đã xen cái quan niệm vào rồi đó thì cái ngon dở đó là ngon dở theo ý mình. Thí dụ như thế này, bà vợ thì bữa nào cũng nấu ăn giống nhau, mà bữa mình mà đã ghét bà vợ rồi là dọn lên ăn thấy ăn dở nó mà bữa nào mà thương bà vợ chủ thì thấy món nấu ăn rất là ngon. Như vậy cái ngon dở đó là cái ngon dở của cái quan niệm là nó khác. Còn cái ngon dở thực á là chính cái người sáng suốt định tĩnh trong lành là thấy rõ nhất. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi câu thứ hai nữa là hết rồi. Dạ con hỏi này, giả dụ như từ và 18 giới mình bắt đầu chuyển biến từ sắc thọ tưởng tới chuyển hành. Nếu cái hành mình bị chững lại chỗ đó, có cái ta chỗ đó thì tạo tác. Thì như vậy thì mình kết luận rằng là trong 18 giới khi mình sắc với thọ với tưởng á, thì lúc đó từ sắc thọ tưởng lui lại á, là lúc đó là mình chưa có cái ta ở trong đó. Vì vậy khi mà mình thấy một người có sắc đẹp đi, mình cho là đẹp, rồi mình có cảm thọ mình nổi lên là mình thấy vui sướng khi gặp người nó có cái sắc đẹp đó,
rồi bắt đầu tưởng mình nổi lên nữa, là tưởng sẽ cưới cô ta làm vợ, vân vân. Thì thưa thầy, dừng lại cái chỗ đó, lúc đó con dừng lại chỗ đó, con không có hành nữa. Thì thưa thầy, thì ngay tại chỗ hành đó con không có hoạt động nữa, thì liệu tạo tác như không? Dạ, dạ con xin hết. câu hỏi đó rất hay. Thực ra đó, anh nghe cho rõ nghe, thực ra là như thế này, không phải là tới khâu hành, mặc dù mình nói là tới khâu hành là cái khâu mà nó tào tác, nó mới thực sự là tào tác, nhưng mà cái bản ngã đó có khi nó đã khởi lên ngay từ lúc sắc, tức là mắt của ta anh nhìn cái gì đó thì cái mà mình nhìn đó là cũng của ta, tức là khi mà có cái ta rồi đó thì cái thấy và cái được thấy gọi là năng sở, tức là có năng sở, tức là có ta và của ta. Ngay từ cái khâu sắc á, nó đã có ta của ta trong rồi. À, mà chính vì cái mà có ta và của ta đó, cho nên cảm thọ nó sẽ khác. Nghe chú kỹ cái này là, tại vì khi thầy nói là thầy nói khâu hành đó là cái khâu mà nó có tạo tác rồi. À, thì đúng là mình tu là tu ngay nơi khâu hành đó, nhưng mà nó sẽ đi đến để trở lại gốc là từ nơi cái ta, từ nơi cái sắc đó, nó đã có ta rồi. Cái ảo tưởng của cái ta nó đã nằm trong cái sắc đó. Thì á, khi mình nói là tôi thấy có nghĩa là mắt tôi và cái mà tôi thấy là nó thuộc về cái ta trong đó rồi. Mà khi mà nó đã thuộc về cái ta rồi á, thì lúc đó cảm thọ nó sẽ thay đổi tùy theo cái ta đó, cái cảm thọ. Bởi vì á, cái cảm thọ nó không thực, cho nên tại sao mà nói niệm thọ, niệm thọ, mục đích của niệm thọ không phải là để tìm thì có thọ gì, mà mục đích của niệm thọ là khi có thọ gì mình trả nó lại đúng cái bản chất thực của nó. Khi nào mình có cái cảm thọ thì mình phải nhận thức cái cảm thọ đó đúng như nó là thôi, chứ không phải không thêm bớt theo cái quan niệm của bản ngã. À, cho nên bữa thầy mình lấy có một cái ví dụ như thế này đi, là hôm trước thầy có cái ví dụ nên này mà thầy cứ hãy lặp lại ví dụ này, là vì ví dụ này nó dễ hiểu. Mình đi ngoài đường có một người đánh vào vai mình, và khi cái người đó đánh vào vai á, thì cái đánh đó nó có một cái cường độ nhất định. Ví dụ như bây giờ cường độ đó là 500 gram, ví dụ như vậy đi. Nhưng khi mình nhìn lui, mình thấy cái người mà đánh mình đó là một kẻ thù không đời trời chung, thì lúc đó nó là cái mà 500 gram đó nó trở nên là rất khó chịu. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lui một thấy là một cái người bạn, một người mình thương yêu gì đó, thì cái đánh đó nó sao nó dễ chịu quá vậy. Như vậy cái cảm thọ đó nó không thực, phải không? Cảm thọ nó bị cái ta xen vào và bóp méo nó đi, thay vì nó chỉ là một cái đánh. Hay là nói như thế này cho dễ hiểu hơn chút nữa, ví dụ như chích thuốc, cái người y tá cầm cái ống chích mới chấm là mình thấy đau rồi. mới đưa vậy thôi mình thấy đau rồi, mà đâu đã chết vô đâu. Thế rồi á, là cái người đó họ có một thao tác là rất là giỏi. À, cho nên đó họ trong cái khi mà họ xoa cái ân côn vào đó, thì họ vỗ cái thao đó, mà trong khi họ vỗ đó cho cái kim vô luôn, mình chẳng thấy đau gì hết. Nó chích xong rồi mình chẳng thấy đau gì hết, tức là cái cảm giác thực á, là nó không đau, mà cái cảm giác ảo của bạn của cái ta nhân ra đó thì nó lại đau. Mình nhân ra khi nó chưa có cái đau mới chết chứ. Do đó trong cái khâu sắc, khâu thọ, khâu tượng,
mà nếu đã xen cái bản ngã vào rồi thì nó vẫn sai luôn. Nhưng mà nếu mà nó dừng lại ngang đó thì cũng còn đỡ, phải không? Tức là nó chưa có tạo tác gì cả. Còn nếu mà bây giờ nó thêm vô cái phản ứng của cái nội tâm, ví dụ trong đó mình nội sân lên, tức là nói về tâm, mình nội tâm sân lên, nội tham lên, hay là oán thù cái gì đó, thì lúc đó đó là đã bắt đầu cái khâu của hành rồi. Rồi sau đó nó là mình lại hành động, biểu hiện ra hành động cụ thể, ví dụ như đánh đập người ta hoặc là chửi mắng gì đó, thì lúc đó nó trở thành hành động rồi. Khi hành động nó ra rồi một cái thì nó đã đưa ra rồi, cho nên á bị cái phản ứng của bên kia dồi lại. Tức là nếu mà nó vẫn còn dự kiến trong này á thì may ra nó còn chưa, bên kia chưa phát hiện thì nó còn đỡ, còn bên kia nó phát hiện ra rồi á, nó phản ứng lại thì lúc đó mình lãnh đủ thôi. Do đó nếu như mình dừng lại được nơi khâu hành thì rất tốt. Nhưng mà từ nơi chỗ mà dừng lại nơi khâu hành cho đến khi mà mình phát hiện ra được cái bản ngã ngay từ trong cái sắc á, tức là sắc của ta, cho nên Đức Phật ngài mới hỏi cái vị mà bệnh á, sắc là thường hay vô thường, sắc là khổ hay là lạc, sắc là ngã hay là vô ngã. Thì khi mà vị đó trả lời sắc thọ tưởng hành thức đâu đó rồi á, thì vị đó đắc quả A-la-hán luôn. Tức là cũng là lột ra khỏi cái sắc tỏ tượng hình thức đó, cái ta ảo tượng. Thì nếu mà đứng trên cái phương diện thô đó thì lúc đầu là mình phải điều chỉnh cái hình nó lại. Tức là khi kia là cái hình ác thì bây giờ mình làm cái hình thiền cái này nè, cái đó là chế định đó nè. Tức là lúc đầu ác cho nên nó sinh ra những cái hậu quả tồi tệ, bây giờ đổi lại thiền cho nó cái hiệu quả nó dịu đi một chút. Rồi sau đó đó, khi mà nhận thức đúng rồi đó thì chỉ có hành động chứ không còn là thiền hay ác nữa. Tức là khi mà đã thoát khỏi ra cái bản ngã hoàn toàn rồi á thì chỉ có hành động đúng tốt thôi, chứ không còn cái gì là thiền hay là bất thiền hay là cái gì nữa cả. Rồi bây giờ hết giờ. Tuần sau mình sẽ còn một buổi nữa. Thưa thầy, có thể giải thích cho con tâm si được không? Tâm si nó có ba cái từ mà mình cần phải phân biệt. Ba từ này nó cùng một chất nhưng mà nó có cái tướng khác nhau, cùng có một tính nhưng mà tướng khác nhau. Đó là từ vô minh, từ thứ hai là tà kiến, và từ thứ ba là si. Vô minh tức là cái tình trạng mà thiếu tỉnh giác. Vô minh đó là tình trạng thiếu tỉnh giác, hoặc là vô minh là không thấy được thực tánh của các pháp. Thường thường là người ta định nghĩa cái câu đó, nhưng mà thầy á thì định nghĩa theo kiểu pháp hành. Tức là vô minh tức là tình trạng mình đang đứng đây mà mình thiếu tỉnh giác, gọi là vô minh. Thay vì là mình là tỉnh thức sáng suốt, rỗng lặng trong sáng, thì mình là không có tình trạng mà trong sáng đó, thì gọi là vô minh. Cái vô minh á, hiệu ứng của cái vô minh đó là không thấy rõ được bản chất của các pháp. Từ cái chỗ vô minh á, mà nó có sinh ra tà kiến. Tà kiến thì lại là thế này, tức là do không thấy rõ bản chất của các pháp, hay là do cái tình trạng là thiếu tỉnh thức, cho nên là thấy sai đi. Thí dụ như là mình thiếu tỉnh thức cho nên mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, hay là mình thấy sai đi. Thấy sai đi rồi, mình lại là kết luận hay là chủ trương rằng là đó là con rắn, thì cái đó nó trở thành là tà kiến. Tức là khi mình đã có một cái tư tưởng sai và mình lại là chấp chặt cái tư tưởng đó thì gọi là tà kiến.
Còn si đó, si là một cái tâm. Cái tâm si này á, là nói như thế này này. Nó gồm có mấy cái chính đó. Một á là trào cử, hai là nghi, nhưng mà nó cũng có cộng thêm vô mấy cái này nữa là hôn trầm, thủy miên và vô tàm vô quý, cũng là có thể là nó cộng tác vô đây. Đó là gọi là si. Ví dụ như thế này, bây giờ thay vì mình ngồi đây, tâm mình nó là rộng lặng trong sáng, rộng lặng trong sáng tức là bên trong là không có bị một cái gì che lấp, là rộng lặng cho nên nó trong sáng, hoặc là cái tâm nó hoàn toàn yên ổn và nó sáng suốt, thì như vậy á, bây giờ cái tâm đó là minh. Giờ cái tâm đó minh ha, bây giờ như thế này, tự nhiên á nó khởi lên, tự nhiên nó chìm xuống, cái nó bắt đầu nó khởi lên nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, thì đó là trào cử. Cái đó là si á, tâm đó là tâm si á. Thứ hai á là nếu mà nó yên á, nó yên là nó yên hoàn toàn thì không cần lại không cần gì nữa hết đó, tức là nếu mà nó rộng lặng trong sáng á, thì nó không cần gì cả. Nhưng mà tại vì á, cái tâm đó đó nó muốn nắm bắt cái gì đó, muốn nắm bắt cái gì á, nhưng mà nắm bắt thì không biết cái gì để nắm bắt, mà ở yên đây thì cũng không ở yên được, mà nắm bắt thì không biết cái gì để nắm bắt, cho nên rơi vào tình trạng phân vân nghi hoặc. Cái chữ nghi này á, là phải hiểu là phân vân nghi hoặc mới đúng. Phân vân lưỡng lự, cái nghi này á, chứ không phải là cái nghi mà ví dụ như mình nghi ngờ một cái điều gì đó. Giả sử như có người họ nói là tất cả đều là do Thượng Đế an bài hết, mình biết không biết là nó có đúng hay không, cho nên mình nghi, thì cái đó nghi đó là tốt, nghi đó là trí tuệ. Cái nghi đó là gọi là đại nghi đại ngộ, tức là phải nghi, chứ còn mà tin bừa tin bãi là không được. Cho nên đó là nghi, nó là nghi nó tốt. Còn cái nghi này là cái phân vân lưỡng lự, tức là bây giờ ngồi đây nó không yên, mà không yên mà không phải là do mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, không phải nắm bắt cái này cái nọ, mà là mình không yên, ngồi yên cũng không được, mà muốn nắm bắt cái gì cũng không được, không xong, thì cái đó là cái tình trạng đó gọi là nghi phân vân lưỡng lự. Hoặc là mình ngồi một hồi á, chìm, nó giống như là buồn ngủ vậy, tức là không phải là ngủ mà là nó lười chán, nó lười chán, nó không muốn làm gì hết, nó ở trong trạng thái thụ động, thì cái đó đó gọi là hôn trầm thủy miên, là nó dại đại hay là lười chán. Và có trạng thái giống như ngái ngủ, cái kiểu giống như bây giờ mình thức dậy rồi, nhưng mà nó vẫn cứ chìm, nó muốn ngủ á, nhưng mà không ngủ nhưng mà cũng lười biếng không muốn dậy. Thì cái trạng thái đó cho nên mới gọi là thủy miên là giống như là ngủ á. Hoặc là vô tàm vô quý thì nó nằm trong nhiều thứ, cả trong tham, trong sân, trong tham, trong sân cũng có vô tàm vô quý. Nhưng mà trong si á, thì vô tàm vô quý, ví dụ như cái tức là mình làm cái gì đó nhưng mà nó nằm mình nó trong tâm tham tâm sân hơn. Si vô tàm vô quý, trào cử, đó là một bộ đó đó, nó nằm trong rất nhiều cái tâm, ngay cả tâm si nó cũng nằm trong tâm tham, nó nằm trong tâm sân. Cho nên là si vô tàm vô quý trào cử là nó vẫn là đi đôi với cái tâm si đó. Vô tàm tức là không biết đó là tội lỗi để mà hổ thẹn, không biết đó là tội lỗi để mà hổ thẹn, tức là cái người nó làm mà tưởng đâu là đúng, cho nên là còn thấy oai nữa chứ, nên làm sai rồi mà còn thấy oai nữa chứ.
tức là không biết tội lỗi để hổ thẹn, gọi là vô tàm. Còn vô quý đó là không biết hậu quả, hậu quả cái việc làm của mình, cho nên không sợ. Tức là cái người mà liều mạng ấy đó, đó. Là vô quý, là cái người mà liều mạng ấy. Vô ý là khác à. Ví dụ như Đức Phật là bậc vô ý, tức là cái bậc mà không còn bất sợ bất cứ điều gì. Tức là không sợ là khác, không có sợ bất kỳ điều gì cả, không có sợ hãi, là gọi là vô ý. Còn cái vô quý đó, tức là không biết cái hậu quả tai hại của nó mà làm, gọi là vô quý. Ví dụ như thế này, một cái người đó họ làm ác, nhưng mà họ không biết là sau khi làm ác á, là mình là phải đọa địa ngục. Hoặc là bây giờ người đó rượu chè cờ bạc hay là ma túy gì đó, bây giờ thấy thích thú thôi, chứ còn không biết rằng là cái hậu quả của nó sẽ là như thế nào. Rồi mà cứ làm không biết không sợ sống, thì cái đó gọi là vô quý đó. Con hiểu chưa? Dạ kính thưa thầy, là con hôm nay thì con cũng có duyên là đến đây lần đầu tiên để nghe thầy giảng, và con cũng nhận ra là hồi trước tới giờ là mình sống theo cái bản ngã của mình, theo cái tiếng nói ở trong đầu mình, nó sai khiến mình, và nó rất là đóng khung trong những cái tư tưởng suy nghĩ. Thì hôm nay con mới biết là thầy nói là cứ để cho cái tự tánh của mình nó dẫn dắt mình đi. Nhưng mà nếu như mà cho đến thời điểm này, nếu mà mình buông bỏ cái bản ngã hoàn toàn, thì con lại cảm thấy là mình hoang mang và mình không biết cái tự tánh nó như thế nào và nó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Dạ con xin hết ạ. Đúng rồi, câu hỏi là đúng. Do đó đó, khi một người mà chưa nhận ra được tự tánh, nói theo thiền tông là chưa ngộ á, hay là nói theo thiền vipassana là chưa thấy pháp á, thì đương nhiên là người đó là phải đi theo cái bản ngã. Sở dĩ mà bản ngã nó hình thành á là cũng bởi vì lý do đó, vì lý do không chưa nhận ra được thực tánh là cái gì, chưa nhận ra được cái tánh biết, hay là chưa nhận ra được cái pháp là cái gì. Cho nên á, thực ra đó, đúng cái Phật đạo đúng mức á, là người đã phải là thấy pháp mới gọi là Phật đạo. Còn mình á, là mình vẫn còn là ngã đạo, chứ chưa phải là Phật đạo đó. Thì á, nhưng mà con đừng lo, bởi vì á, thầy muốn chứng minh, thầy nói tại con chưa nghe mấy cái lần trước, nhưng thầy muốn chứng minh rằng á, là mỗi người đã có cái tự tánh, cái tánh biết và pháp là đã hoàn chỉnh rồi. Tại vì cái bản ngã, bây giờ mình phải nhận thức ra một điều là chính cái bản ngã xen vào mới là làm cho mình đau khổ phiền não rồi đủ thứ hết. Chứ còn nếu không á, thì từ cái tự tánh pháp á, vốn nó là đã là thanh tịnh trong sáng rồi. Pháp á, thì thanh tịnh, mà tánh biết thì trong sáng. Cho nên mà thầy mới nói rộng lành trong sáng là vậy đó, tức là cả hai, hoặc là thanh tịnh sáng suốt. Đó là cái bản tính của pháp, và tánh biết và pháp là như vậy rồi. Nhưng mà bởi vì do mình chưa nhận ra được cái tánh biết và pháp đó vốn là đã hoàn chỉnh, do đó bản ngã mới muốn khởi lên làm công việc hoàn chỉnh đó. Cho nên đó, nó mới muốn là rèn luyện, nó muốn tu tập, nó muốn làm đủ mọi chuyện để mà nó đáp ứng được cái mong muốn hoàn thiện của bản ngã. Thế nhưng mà qua cái mà mong muốn hoàn thiện của bản ngã đó, thì bản ngã sẽ đụng vào hai chuyện. Bản ngã có một cái hai yếu tố nổi bật, đó là tà kiến và tham ái. Tức là mình không nói tới vô minh là nó hơi xa, bây giờ mình nói là tà kiến và tham ái. Tà kiến tức là
mình quan niệm sai. Quan niệm sai cho nên là mình ham muốn sai. À, thì cái bản ngã là nó dừng lên cái quan niệm sai và cái tham muốn sai. Thế thì bây giờ nó có một cái điều kỳ diệu là pháp á, thì lại luôn luôn điều chỉnh. Cho nên á, hễ mình quan niệm sai thì mình sẽ lãnh đủ. À, hành động sai tức là tham ái đó, khi có tham ái thì mình có hành động sai. Hành động sai thì mình cũng lãnh đủ luôn. Cho nên á, nó có hai cái là nhận thức á, nhận thức đúng á, thì nó sẽ là tự động là trừ diệt cái tà kiến hay là vô minh tà kiến hay là tâm si như thầy vừa nói đây này. Còn đau khổ á, thì lại là điều chỉnh tham ái, tức là bây giờ mình thích cái gì đó mình làm rồi á thì mình mới đụng phải đau khổ mình mới thụt lui. À, tức mà khi đụng phải đau khổ á, thì tự nhiên cái nhận thức của mình á, nó điều chỉnh lại. Thí dụ như á, một em bé thấy lửa đẹp quá mới xò tay vô nắm lửa. À, tức là nó hiểu sai, nó quan niệm sai, quan niệm rằng là lửa là đẹp. À, nó mới muốn là cầm cái lửa đó lên thì nó bị phóng tay là đau. Cái đau đó đó để điều chỉnh cái ham muốn là nắm cái lửa đó, và đồng thời qua cái đó đó nó mới điều chỉnh nhận thức của nó lại, và nó biết rằng là lửa là nóng, đừng có xò tay vô mà bốc. À, thí dụ như vậy. Do đó đó, cái mà nhận thức đúng điều chỉnh cái tà kiến, còn cái đau khổ sẽ giúp điều chỉnh cái tham ái. À, vì vậy cho nên á, bây giờ con thấy thế nào, con hiểu thế nào, con muốn cái gì thì con cứ làm, rồi á pháp sẽ điều chỉnh lại. Nhưng mà con chỉ cần một cái điều này thôi, tức là con thần trọng chú tâm quan sát để mà học ra từ trong cái bài học đau khổ đó, để biết là mình đã hành động sai hay là mình đã nhận thức sai. Thì chỉ cần qua đó để điều chỉnh cái nhận thức và hành động. Chứ bây giờ mình không thể nào mình nói là mình vô ngã liền được. Cho nên không phải là mình diệt, mình trình bày cái ngã nó có những cái tác dụng như thế nào, nếu có đưa đến đau khổ như thế nào là để nói vậy thôi. Nhưng mà muốn để mà diệt được cái ngã này á, thì phải là qua nhận thức và điều chỉnh nhận thức và hành vi. À, chứ không phải là tự nhiên mà mình muốn diệt nó thì diệt. Và thực ra đó cũng không cần phải diệt, bởi vì đó là một tồn tại. Cái tồn tại đó mình phải đối diện với cái tồn tại đó để mà nhận thức ra và điều chỉnh. Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu. Trong vấn đề mà thầy giảng thì của con nghe, riêng bản thân con nghe rất là nhẹ, nhưng mà có thói quen nhiều lúc muốn công phu kéo chân ngồi thiền vào lúc buổi sáng hoặc là đi kinh hành vân vân. Thì thầy giảng sâu như tụi con nghe vấn đề mà khi mà mình thực hiện cái pháp hành đó, cái ranh giới chỗ nào là cái ngã và cái nào là không có cái ngã của mình đó chồng. Giả dụ như sáng, mỗi buổi sáng như đến giờ thì kéo chân ngồi, thì cái ngồi đó đôi lúc này cũng êm ái như vân vân, nhưng mà cái đôi lúc mình thấy nó cũng tán tâm vân vân. Thì thầy giảng sâu vô cái pháp hành, cái lúc mà mình ngồi, cái nào là mang cái ý thức là cái ngã mà không có cái ngã. Khi mà một cái người mà nghe pháp thầy giảng và nếu mà thông suốt được những cái điều mà thầy giảng thì lúc đó là mỗi giây phút đều là thiền, chứ không còn là ngồi hay là không ngồi. À, nhưng mà đương nhiên trong cái đời sống của mình á,
thì vẫn là khi thì đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi thế này thế kia đều có hết. Vậy thì đừng có quan niệm ngồi thiền là phải ngồi lại rồi xếp bàn rồi phải dùng công thế này thế kia, đừng quan niệm như vậy. Mà ví dụ như thế này, thầy thường đi xe đi ra ngoài núi Dinh chẳng hạn, thì cái anh tài xế của thầy là anh lái xe, còn thầy đâu có lái đâu, thì lúc đó là thầy ngồi chứ gì nữa, phải không? Thế thì bây giờ thầy ngồi và ngồi với một cái tâm rỗng lặng trong sáng, thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt cứ thấy bình thường thôi, nhưng mà cái tâm vẫn cứ rỗng lặng trong sáng như vậy, thì đó cũng là thiền. Cái quan trọng á, cái quan trọng á là chánh niệm tỉnh giác, tức là mình chánh niệm tỉnh giác tức là rỗng lặng trong sáng á, và không có để tham ưu, không có để cho cái nương tựa hay là dính mắc. Đó là cái lời dặn sau khi mà Đức Phật ngài nói là chánh niệm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp á, thì đừng có để cho tham ưu xen vào. Tức là chỉ rỗng lặng trong tháng, chứ đừng có để cái bản ngã vô mà nó điều khiển, nó nói là bây giờ phải thế này này, bây giờ phải thế kia này, bây giờ phải ngồi thế này này, bây giờ phải để tâm thế kia này, bây giờ phải làm chuyện này chuyện nọ này, thì đó chính là bản ngã. Cho nên á là mình chỉ buông ra thôi, buông ra để cho cái tâm rỗng lặng trong sáng rồi nó tự thấy. Đó, bây giờ tất cả chúng ta cứ ngồi thử coi, bây giờ tất cả ngồi ngay đây thôi, thì ngồi làm sao bây giờ cứ ngồi vậy đi. Mà nếu mà bây giờ mình buông ra để cho tâm rỗng lặng trong sáng á, thì mình sẽ để cho mọi chuyện đến đi tự nhiên. Đó, hồi nãy thầy nói đó, tiếng mưa rơi thì mưa rơi đó, mà tiếng nghe thầy nói thì thầy nói, tức là mọi chuyện nó cứ đến đi tự nhiên. Thì á là lúc đó là cái lúc mà mình là thoải mái nhất, an lạc nhất. Còn nếu như mà bắt đầu mình khởi lên cái ý là làm sao để cho cái tâm nó phải định lại, khi tâm định lại một cái á thì nghe tiếng lách cách của tiếng mưa, cái tự nhiên cái nói là mưa được, bớt mưa đi để cho ta ngồi yên, rồi là bắt đầu là có sự chống đối. Cho nên á mà nó mới tạo ra đủ thứ. Cho nên hễ mà đã bát ngã đã khởi lên á thì nó sẽ có đối đầu. Muốn biết bát ngã đó thì hễ khi bát ngã khởi lên á là nó sẽ có đối đầu. Đối đầu với cái này, đối đầu với cái kia, tức là muốn được và muốn bỏ. Thay vì khi mà mình rộng lặng trong sáng á là không có cái gì để mình được, không có cái gì mình bỏ, thì bây giờ mình lại là khi mình ngồi thiền á thì mình lại muốn được và muốn bỏ, bỏ cái này để được cái kia, thì như vậy là mình đang rơi vào cái bản ngã tạo tác. Nếu như cái bản ngã tạo tác nó đến một cách tự nhiên á thì được, thì mình thì đúng hơn. Ví dụ giờ thầy đang ngồi trên xe đó, cái thầy để tâm rỗng lặng trong sáng, ai đi qua đi lại chỉ đi qua, thì tự nhiên có một cái người đi ngang qua xẹt cái xe của Honda chạy ngang qua, cái tâm mình nổi sân lên, nó cái thằng gì đi mà ấu tạ, thế giờ nó cái tâm mình nó khởi động lên đó. Thì cái bản ngã mà nó khởi lên như vậy á nó lại tự nhiên hơn, và lúc đó đó mình thấy ra được là cái bản ngã nó đang khởi lên, tâm sân đang khởi lên. Đó vậy thôi, tức là mình vẫn ngồi thiền đó, đó là ngồi thiền đó. Thế ngồi thiền sao nữa? Nhưng cho nên tại sao là mình nói là bây giờ phải đi xe ra tới núi Dinh rồi, cái đó là mình ngồi ngoài mới tìm cục đá ngồi thiền là để làm gì? Chứ từ đây mà tới núi Dinh là lúc nào cũng thiền được mà. Đôi lúc á, giả sử như thế này, mình làm việc mệt mỏi rồi, ví dụ mình cả ngày mình đi làm việc mệt mỏi, bây giờ mình có quyền ngồi lại, thì ngồi làm sao mà mình thoải mái thôi. Nhưng mà đúng là nếu mà mình ngồi mà thẳng lưng thì nó tốt, nhưng mà đó chỉ là bên ngoài thôi, không quan trọng. Cái chính á là để cho tâm rỗng lặng trong sáng và để cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự, theo thầy á là như vậy mới là thiệt. Bởi vì nó đã làm việc mệt rồi, bây giờ mình lại vô đây mình lại bắt nó phải làm thế này thế kia nữa, tức là mình cứ đày đọa cái tâm mình, cứ hành hạ cái tâm, cái thân của mình. Ở đây ở trong sở là mình ngồi trên cái bàn vi tính nó đã mệt rồi,
đau lưng rồi. Bây giờ mình về là mình lại ngồi lại nữa. Đó. Mà trong khi đó lẽ ra đó, mà nếu mà tùy duyên thuần pháp á, lẽ ra lúc đó mình nên đi bộ, đi quanh quanh cái nhà đó. Nhưng mà trong tất cả những cái mà mình làm đó đó, thì cái chính vẫn là những cái yếu tố mà mình, yếu tố nào mình làm được thì mình làm, cho mình cũng không nhất định cái nào hết á. Tức là nếu sáng suốt định tĩnh trong lành được thì sáng suốt định tĩnh trong lành, không sáng suốt định tĩnh trong lành được thì là thận trọng chú tâm quan sát, không thận trọng chú tâm quan sát thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Đại khái như vậy, tức là mình cứ tùy cơ ứng biến, một cái khả năng của mình như thế nào đó thì mình cứ ứng rồi á, rồi mình sẽ tùy nghi mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái đó mới là cái việc chính. Có người đó, ví dụ như thế này, bây giờ là hai người, một người vào trong chùa thì là chữ nghĩa là ít, cho nên không tham dự các lớp học mà chỉ đi quét dọn thôi. Nhưng mà cái người đó lại bởi vì quét dọn nhưng mà hiểu được, cho nên là quét dọn với là thần trọng chú tâm quan sát, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành mà quét dọn, thì á cái người đó vẫn là thiền mà chẳng có ngồi gì hết trơn á. Người nào mà biết sống, biết trọn vẹn với mình, biết chiêm nghiệm lại mình qua những cái trải nghiệm của cuộc sống thì người đó sẽ giác ngộ. Thì đó, câu chuyện của ông Bahiya đó là ông đâu có tu hành gì đâu, nhưng mà Đức Phật ngài nói là ông loại được cái bản ngã ra thì ông hoàn toàn trong sáng liền. Thì đâu có ngồi thiền mà để mà được cái này cái kia gì đâu. Nhưng mà khi ngồi thì đó, tức là nếu mà mình có điều kiện ngồi, và không nên là lập thời gian, tức là lúc nào thuận tiện nhất, cảm hứng thì lúc đó ngồi. Tại lúc đó ngồi nó sẽ là, có khi ngồi một lần mà lại tốt hơn là ngồi cả hàng trăm ngày. Cho nên đó, cái thiền nó không có tính thời gian, và đừng có lập trình thời gian cho nó. Nó tùy hứng, nó lại là đạt dễ hơn. Và ngồi tự nhiên thôi, chứ đừng có phải bắt là phải ngồi như thế này thế kia, tức là hình thức quá đấy. Hình thức mất cái trơn, mà lo cái hình thức không rồi mới làm sao mà tâm mà nó rộng lành trong sáng được. Rồi ai hỏi tiếp. Một thời còn một ngày thì con có hai thời, buổi sáng và buổi tối, nên thành ra giờ qua bên này học cái này thì con cũng còn cái vân vân, con mong thầy giải nghi cho con. Nhưng mà vấn đề như vậy thì trước nay con đã làm như theo thầy nói là phải định tĩnh trong lành, thì con cuộc sống cũng nhẹ nhàng chút. Nhưng mà có vấn đề cái con đường của con đi nó còn trong trên, con chưa phân rõ được, nay cũng mong thầy chỉ dạy cho con đó. Cái đó thực ra là thầy đã nói trong cái lần trước rồi. Cái pháp môn phương tiện á, cái pháp môn phương tiện á là mình sẽ sử dụng vào lúc nào thích hợp nhất. Ví dụ như bây giờ nếu như mà mình sinh hoạt hàng ngày, cái công việc mình làm là cái gì đó, công việc gì làm gì đó, cụ thể mình làm cái việc gì đó, thì mình cứ làm cái công việc đó với cái tâm là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát. Nếu mà cái tâm mình nó hơi vòng đồng một cái mà mình biết liền để mình là trở về chánh niệm tỉnh giác thì cách đó là tốt nhất. Nhưng mà bây giờ này, tự nhiên có một cái chuyện gì đó mà xảy ra nó quá lớn trong gia đình, làm cho mình nó lo lắng sợ hãi. Thí dụ như thay vì chồng mình nó là cứ đi làm là 6 giờ về, mà sau bữa nay tới 8 giờ vẫn chưa về, thì trong bụng nó cứ lo, thì lúc đó niệm Phật là tốt nhất. Tức là bây giờ lôi lại cũng không được, nó lo nó không lo mà lôi cũng không được, phải không? Lo quá bây giờ lôi không được. Hoặc là con mình đi học không biết, mà đáng lẽ giờ về rồi mà giờ nó đi đâu không biết nữa, thành ra là giờ là lo lắng. Thì cái lo lắng này á, lẽ ra cái người á mà người ta đạt đạo rồi á thì người ta vẫn cứ bình thản sáng suốt định tĩnh trong lành thôi.
rồi cứ xem coi thử là chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Có thể là người ta bình tĩnh nó gọi điện thoại tới trường để hỏi thử con sao nó đâu có về chưa. Vẫn làm cái việc đó một cách hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì không sao hết, bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ cái người mẹ này là lo lắng quá sức, quá mức, đến nỗi không thể nào chánh niệm tỉnh giác được, cũng không còn cách nào mà sáng suốt định tĩnh trong lành được. Thì lúc đó niệm Phật đi, lúc đó là lúc thích hợp nhất để niệm Phật hay trì chú, sử dụng cái phương tiện. Cho nên á, bây giờ mình cũng không bỏ cái đó, nhưng mà mình sẽ sử dụng vào lúc nào mà cần thiết nhất. Còn lúc nào không cần thiết á, thì phải trả lại tự nhiên với Pháp, chứ đừng có để lệ thuộc vào bất kỳ một cái pháp môn phương tiện nào. Nhớ như vậy. Dạ thưa sư ông, là cái bữa đầu tiên của khóa 8 thì con được sư ông khai sáng cho con, thì con đã vận dụng trong cuộc sống của mình. Thì khi mà đến công sở làm việc thì con đã tùy duyên mà công việc đến thì con sẽ ứng ra con làm. Thì về cuộc sống đến khi về nhà thì con vẫn rất là rỗng lặng trong sáng, nhưng mà những người xung quanh con nói là con sống cuộc sống như vậy thì bất cần đời, hoặc là mình sẽ sống cảm tính với cái cuộc đời á. Thì xin sư ông hướng dẫn cho con cái cách suy nghĩ của con, là con chỉ làm công việc đến hoặc là cái gì đến thì con sẽ làm thôi, con không có tính toán hoặc con tưởng tượng trước đó. Khi mình sống giữa cuộc đời này á, thì cái việc mà tu tập của mình á, là nó càng vô tướng chừng nào càng tốt chừng đó. Tức là mình tu mà chẳng ai biết mình tu cái gì hết á. Tại vì cái sáng suốt tình tĩnh trong này á, chỉ có một cái biểu hiện duy nhất ở bên ngoài mà người ta có thể thấy được, là mình sống bình tĩnh hơn, mình làm việc gì cũng đâu đó đàng hoàng, cho nó không có mà lung tung, hay là không có hấp tấp, không có sợ hãi hay cái gì đó. Thì á, cái đó là cái biểu hiện của bên ngoài của cái đó. Nhưng biểu hiện đó là mình không cố biểu hiện, mà tại mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là mình sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên á, là tự nhiên mình có những cái đức tính đó. Mà đức tính này không phải là do rèn luyện, nhưng mà đừng có tạo ra một cái tướng. Cho nên mới nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Là vậy. Thầy đổi chữ vô nguyện lại thành chữ vô cầu, bởi vì vô cầu đúng hơn, chứ còn nguyện thì vẫn có thể nguyện được. Vô tướng là sao? Vô tướng tức là đừng có tạo ra một phong thái gì trong mình cả, mình cứ sống tự nhiên thôi. Chứ đừng có tạo ra phong thái, không cần cái chuyện đó. Cứ sống tự nhiên thôi, cái tâm sao cứ sống vậy thôi đó. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà bởi vì thần trọng chú tâm quan sát, cho nên biết là lúc nào nên nói như thế nào, lúc nào nên hành động như thế nào. Chứ không phải là tự nhiên vậy rồi là nó lung tung đâu. Nó biết hết á, nó đâu đó nó ra cái gì đó nó biết hết. Thì cái đó là hoàn toàn là uyển chuyển. Cho nên á, là ngoài cái chuyện mà mình tu tập ở bên trong mà không có tỏ ra một hình tướng gì bên ngoài, thì còn một cái điểm thứ hai nữa, đó là mình phải là tùy thuận chúng sanh. Tức là bây giờ cái luật lệ của trong cái sở làm đó bắt mình phải thế này thì mình cứ làm như vậy, bắt mình thế kia thì mình phải làm thế kia. Cái đó là mình tùy theo chúng sanh, tùy theo hoàn cảnh. Và thậm chí mình có thể là hòa như bất đồng, tức là bên trong mình thì vẫn rỗng lặng trong sáng, nhưng bên ngoài á, bây giờ họ nói đi picnic thì mình cứ đi. Còn nếu mình thấy là cái chuyện đi picnic đó là một chuyện hoàn toàn vô bổ, chỉ là mất thì thời gian vô ích, thì mình khéo léo mình từ chối. Đại khái như vậy. Tức là nói chung là mình vẫn sống hài hòa với mọi người, chẳng có cái gì mà tỏ ra mình là cách biệt hết. Nhưng mà ở bên trong thì đâu đó vẫn là rõ ràng minh bạch. Chứ không nên là tạo ra một cái phong cách nào đó để cho người ta thấy rằng mình sống có vẻ là lập dị. Đừng có vẻ như lập dị, hay là đừng có bao giờ tạo ra một phong thái gì cho mình hết. Cứ tự nhiên, thì trong cái tự nhiên là nó sẽ đẹp nhất.
đó, cứ thấy cây cỏ đó, cây cỏ nó sẽ mọc ra nó tự nhiên, mình vô trong rừng mình thấy là cây cỏ đồ rất đẹp đó. Cho nên á là cái nào mà phải theo hình thức, buộc phải theo hình thức thì mình mới theo hình thức, cái nào tự nhiên thì mình phải tự nhiên. Cái đó là cái mà uyển chuyển để mình sống trong trong đời sống này. Bây giờ thầy nói thêm một chút là có một số Phật tử là đề nghị dạy kinh Pali, thì thầy thông báo để cho có ai muốn học kinh thì mình bàn xem thử là học vào cái thời gian nào là tốt nhất. Ví dụ như sau cái giờ học đây, ở lại thêm 15-20 phút gì đó để mà học cái cách đọc một bài kinh. Sau khi học cái cách đọc một bài kinh đó rồi thì về nhà tự học. Thì mình sẽ học một số cái bài kinh mà tam bảo theo cái tiếng Pali. Quý vị nào mà không có thời giờ thì là mà không tham dự thì cứ đi về. Còn vị nào muốn tham dự học thì có thể ở lại thêm 15-20 phút khoảng nửa tiếng đi. À, để mình học. Thì cái chủ yếu là để đọc, biết cách đọc thôi. Còn về là mình sẽ tự học. Tự học rồi á rồi khi tới rồi mình đọc chung lại để cho nó biết cái cách đọc chung, bởi vì nếu mà mình đọc một mình á thì mình vẫn đọc sai. Đó, cho nên là khi học á thì mình học chung là tốt nhất. Thế thì hôm nay á là mình chỉ bàn xem thử là tìm xem là cái thời gian nào là tốt nhất để học. Tức là ở lại khoảng nửa tiếng là tốt nhất phải không? Như vậy á. Hôm nay á thì có thể là hôm nay có thể chưa học. Nhưng mà thầy sẽ nói về cái một số cái nguyên tắc đọc kinh Pali. Cái kinh Pali á là nó có một cái năng lực, là bởi vì á là đó là cái ngôn ngữ của Đức Phật. Cho nên là cái ngôn ngữ của Đức Phật có lẽ là nó cũng do Đức Phật là sử dụng cái ngôn ngữ đó cho nên bây giờ nó mới có cái năng lượng cũng có. Mà cái thứ hai á là cách đọc, cách tụng kinh Pali. Thì trong cái kinh á là nó có ba loại âm thanh. Một á là hải triều âm. Hải triều âm tức là cái âm thanh á đọc giống như là sóng vỗ. Thì cái kinh Pali đặc biệt á là có cái âm thanh phát ra giống như là sóng vỗ. Thì cái sóng vỗ này đó là nó tác động rất mạnh, cho nên nó có cái power, có lẽ là do cái đó, chỗ đó. Bởi vì nó phát ra rất là mạnh. Cũng giống như là cái tiếng chuông với tiếng trống á là nó có cái âm thanh khác nhau. Cái tiếng trống á thì nó là làm cho mình là phấn chấn lên. Có thể là nếu mà đánh trống dồn dập như thế nào đó, cách đánh như thế nào đó thì có thể làm cho người ta là phấn chấn lên. Cho nên ấy, cái âm thanh của cái tiếng trống ấy, là làm cho người ta tinh tấn lên, vượt qua cái mà hôn trầm thủy miên ấy. À, nhưng mà tiếng chuông thì ngược lại. Tiếng chuông ấy, thì cái người mà trào cử ấy, thì nghe tiếng chuông ấy, thì tâm nó lắng xuống. Cho nên cái âm thanh ấy, là nó có tác dụng hết. Thì mật tông á là họ sử dụng âm thanh dữ dội lắm, cái loại dùng đọc cái câu chú rồi phát ra âm thanh như thế nào, rồi cộng thêm là âm nhạc đó. Tức là họ sử dụng âm thanh rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình là lấy cái tâm làm chính, nhưng mà mình phải biết một số cái nguyên tắc về âm thanh. Thì một là hải triều âm, hai là từ bi âm, và ba là giải thoát âm. Nó có ba tiếng kinh đó, tiếng đọc kinh đó, nó có ba cái loại âm thanh đó. Ví dụ như là
khi mà mình đọc kinh An Lành. Kinh An Lành trong mình thường hay dùng từ là cầu an, nó hơi sai đi. Không phải là cầu an mà là kinh An Lành. Kinh An Lành đó là đọc lên những cái bài kinh mà để cho cái người nghe đó là nếu mà hiểu nghĩa thì cái bài kinh đó là giải tỏa được những cái, tức là về mình hiểu biết ra Phật pháp ra. Ví dụ như vậy. Còn nói về cái âm thanh á, cái âm thanh á thì cái âm thanh nó dồn dập làm cho mình, nó là nó những cái mà trì trệ trong con người mình đó, nó sẽ mất đi cái trì trệ đó. Cho nên nhiều khi mà nghe tụng kinh một cái là người mình nó trở nên cảm thấy là nó thoải mái nhẹ nhàng ra. Đang trì trệ để mà nghe kinh đó là nó thoải mái nhẹ nhàng ra. Đó. Cho nên người ta gọi là cầu an, chứ thực ra là cái gọi là kinh An Lành. Cái kinh An Lành này nó tạo một cái năng lượng. Cái năng lượng nó là một cái giống như là nó, ví dụ như trì trệ đó nó thuộc về âm khí. Nhưng mà khi mình đọc kinh lên nó thì nó tăng cái dương khí lên. Cho nên làm nó có thể là làm quân bình lại cái đời sống thân tâm của mình. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ. Ví dụ như là hạ triệu âm. Cho nên là trong cái kinh mà của Nguyên Thủy đó mà đọc đông người đó là càng tốt. Đọc đông người là nghe rền 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 như thứ là cái tiếng sóng vỗ vậy. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bút da sa. Phải biết cái cách phát âm. Thì thường thường á là đừng có nên phát âm ngoài môi. Đừng có đọc là Nam mô ta sa pha ga va to, đừng có đọc ngoài môi đó. Mà đọc cái âm ở bên trong. Nam mô ta sa pha ga va to. Tức là nó cái âm thanh nó dồn từ bên trong ra. À, thành ra nó tạo lên một cái lực của cái hải triều âm. Còn á ví dụ như là giải thoát âm. Giải thoát âm tức là một cái âm thanh mà thường thường là những bài kệ. Thường thường là những bài kệ. Bài kệ ví dụ như là Karaniyaman thakusalena yantang santang padang avisamecha. Ví dụ như vậy. Tức là cái âm thanh nó làm cho mình nhẹ nhàng thanh thoát ra. À, đó là, đọc cái bài kinh nó lên á. Ví dụ như bây giờ mình buồn phiền ấy, mình buồn phiền lo lắng gì đó. Cái mình đọc cái bài kinh nó lên. Ngồi một mình đọc bài kinh nó lên. Tự nhiên con người mình nó nhẹ nhàng thoải mái ra liền. À, nó có một cái năng lực mà gọi là cảm ứng từ bên trong ra bên ngoài. Mà người ta gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghi đó. là vậy đó. Thì bây giờ hiện nay á, là mình sẽ học cái loại đầu, tức là cái loại mà hải triều âm. Thì nó chỉ có một số cái từ thôi. Thì cái từ đó mình học bài kinh nào thì mình sẽ phát âm theo bài kinh đó. Ví dụ như bây giờ đọc cái bài mà thường mình đọc cái này. Đọc bình thường giống như tiếng Pháp á, Nà Mô. Nó có một bên đó là dòng dài, một bên là dòng ngắn. Bên này đọc là A U I E nằm bên này luôn. Bên này chỉ có 3 dòng ngắn thôi, còn bên đây dòng dài là nó nhiều hơn. A U I. Còn bên này là A U I E O. Là một bên dòng dài, bên dòng ngắn vậy thôi. Còn mấy cái từ kia là để rồi thầy nói sau. Cho nên á, ví dụ dòng dài này, Na Mô, Mô là dài, mà Na là ngắn. Na Mô, đó. Còn khi á, khi mà nó có hai cái âm phụ âm mà đi với nhau á, thì nó sẽ dài lên bằng phân nửa. Tức là nó cũng phải ngắn, mà nó cũng phải dài, mà nó là hơn thêm một chút xíu, tức là ngắn mà thêm một chút xíu. À, Nam mô tassa, Nam mô tassa,
Tassa. Cái chữ này á là đọc là bha 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 à, bờ âm bờ đó, âm bờ âm môi á, bha 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 à, bha, nhưng mà đọc một hồi thành là bha bha, thì nó là đọc gần như là chữ S, nhưng mà không phải chữ F. Giống như chữ F, nhưng mà chữ F thì nó lại là cái âm hoàn toàn môi. Còn bên này á là giống như người Nam mà người miền Nam mà đọc chữ V đó. V nó ngậm cái miệng lại cái đó rồi mới mở ra. Thì á bên này á là pha pha ga vạ tô, pha ga vạ tô, a ra ha tô, samma sambut, dhassa. Cái này cũng vậy, đờ đờ ha dhassa đó. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. À, đó. Nhưng mà bây giờ mình đọc phải thành có cái bắt đầu mới đọc thành là sóng vỗ này. Nam mô tassa bhagavato, đọc Nam mô tassa bhagavato, Nam mô tassa bhagavato, đọc nhiều lần. Chưa được, sóng này cái này đó, đánh bên này, cái kia đánh bên kia. Nam mô tassa bhagavato. À phải rồi, đánh mới được. Nam mô tassa bhagavato. Đó. Arahato samma sambuddhassa. Rồi. Arahato samma sambuddhassa. Rồi bây giờ đọc hết cả được không? Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sa là phải dứt một cái, chứ không phải sa, bởi vì đây nó không có kéo dài, cho nên là phải là samma sambuddhassa. Sa là chấm dứt thì mới được, thì nó dứt một cái nó mới mạnh. Mình kéo dài ra nó không đúng. Đó, đọc lại. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đúng rồi. Đọc tiếp. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thôi nghỉ. Dạ.
y đằng nô nha tê nàng hôn tô su khi ta hôn tu nha ta yô y đằng nô nha tê nàng hôn tô su khi ta hôn tu nha ta yô y đằng nô nha tê nàng hôn tô su khi ta hôn